mà nó giãn mà cô. Ôi mẹ quay đi đâu ấy? Em xin chào tất cả mọi người ạ. Xin chào chị Tigon nha. Xin chào chị Ngọc Bích ạ. Xin chào chị Mặc Ái ạ. Các chị vào chia sẻ mạnh cho em nha. Xin chào chị Đỗ Thủy ạ. Chào tất cả các chị ạ. Chào chị Hoa nha. Mọi người vào chia sẻ mạnh lên cho em nào. Các chị ơi, hôm nay live giờ buổi trưa này nha mọi người nha. Các chị vào chia sẻ mạnh lên cho em nhá. Rất là nhiều hàng đẹp luôn ạ. Mọi người vào chia sẻ mạnh để ủng hộ em nha các chị nha. Lâu lắm không gặp mọi người, nhớ quá. Các chị đang xem live comment để em biết nào. Comment để em biết, để em chào các chị nha. Để em biết là mọi người đang xem live của em, để em chào mọi người nhá. Mọi người đang xem comment cho em xin một chấm nào. Hoặc là comment xin chào để em biết là mọi người đang xem. Để em chào mọi người ạ. Mọi người comment mạnh lên, chia sẻ mạnh lên cho em nha các chị yêu nha. Chia sẻ mạnh lên cho em ạ. Chào chị Mai Mai ạ, chào chị Nâu Cà Phê. Mọi người comment cho em biết nha các chị nha. Cháu xin. Để cho mọi người chờ đợi lâu quá ạ. Các chị vào chia sẻ mạnh lên cho em ạ. À. Em chào chị Phương Loan ạ. À. Khỏe rồi à em? Em đỡ nhiều rồi các chị ạ. À. Em đỡ nhiều rồi. Mọi người chia sẻ mạnh lên để ủng hộ em nha các chị nha. Về rất là nhiều hàng mới hot, siêu hot luôn. Mọi người comment nào, mọi người comment cho em biết đi ạ. À. Mọi người comment chia sẻ mạnh lên cho em nha. Chào chị Hoài Xuân nha. Mọi người chia sẻ mạnh lên cho em nào. Chào chị Linh Xu ạ. À. Các chị chia sẻ mạnh lên cho em nha. Hôm nay em vừa bán vừa tặng ạ. À. Mọi người vào xem nhớ chia sẻ cho em nha. Vừa bán vừa tặng rất là nhiều mã siêu hot siêu đẹp luôn. Nhà em về nhiều mã mới lắm nên là mọi người chia sẻ mạnh lên cho em để mua hàng đẹp giá rẻ nhá chị nhá. Để mua hàng đẹp với giá siêu yêu luôn ạ. À. Khỏe rồi à, em khỏe rồi chị Toàn Tâm ạ. À. Em cảm ơn các chị nha, cảm ơn các chị lúc nào cũng yêu quý ủng hộ em ạ. À. Quan tâm rất là nhiều luôn. Mọi người yêu quý em thì chia sẻ giúp em nhé các chị nhá. Chia sẻ vào các trang chợ, nhóm chợ giúp cho em ạ. À. Bộ em mặc bao nhiêu kg mặc vừa? Bộ em mặc thì các chị tầm khoảng 55 cân đổ xuống. 55 cân đổ xuống mặc vừa nhá. Bộ này em có hai màu, màu vàng và màu đen đấy chị nha. Bộ này nếu chị có thể mặc đi biển, đi chơi này, đi party hoặc là nói chung là rất là dễ mặc luôn ạ. Rất là đẹp luôn. Mọi người chia sẻ cho em để em bắt đầu bán nha các chị ơi. Em chưa thấy lượt chia sẻ được tăng lên đâu ạ. Mọi người cố gắng vào xem chia sẻ để ủng hộ em nhé mọi người nhá. Mọi người có muốn chơi mini game không ạ? Mọi người muốn chơi mini game thì comment vào đây cho em biết nè. Ơ nhờ sao không? Ấn vào đây xem mà lại không ấy được nhỉ? Mọi người có muốn chơi mini game không? Comment vào cho em biết nhá chị nhá. Chơi mini game nhá. Tiền cô ấy à? Để tính xong. Mà không trễ vai chị xem. Cái mã này thì các chị có thể mà không trễ vai ok luôn. Rất là kín đáo luôn này các chị nè. Rất là kín đáo luôn, kể cả mà không trễ vai cũng rất là đẹp nhá chị nhá. Đây, mã này quá xinh luôn, các chị mặc đi biển đi chơi quá ok luôn này. Mã này em có cả màu đen nữa, hai màu nhá, vàng và đen luôn nha các chị yêu nha.
Đây, để cái móc cho đây. Đây là mấy sang này, để làm cái này thân này đấy. Đi ăn về. Đi về, đi về đi. Về. Bộ này em có cả vàng và đen nhá chị nhá. Chất của nó là chất đũi ạ. Chất của nó là chất đũi cực kỳ là mát luôn. Đây các chị nha, vàng và đen luôn nhá. Mã này thì các chị tầm khoảng 55 cân, từ 40 cân đến khoảng 55 cân quay đầu mặc ok luôn. Mọi người chia sẻ mạnh lên để cùng chơi mini game là các chị ơi, chia sẻ mạnh lên cho em nhá. Thanh, chào chị Thanh Hoàng ạ, chào chị Tiên Trần nha, chào bác Đỗ Hải, chào chị Đinh Tư Thủy ạ. Có bộ zoom bộ quần dài không em? Bộ zoom quần dài có rất là nhiều mã zoom quần dài siêu đẹp luôn. Mà mọi người chia sẻ mạnh lên cho em đi nào. Mọi người chia sẻ mạnh lên cho em nha. Áo của em chị ủi chưa vậy? Chị Thanh Hoàng chưa? Chị ơi, chị em chưa gửi đâu ạ. Chị có thể chọn thêm sản phẩm gì rồi đấy nhiều luôn nhé. Chọn thêm gì để gửi, tại mấy hôm nay mình có việc bận ấy. Nên là có một hai vài đơn cũng ngại gửi, đi không qua nhà lấy được nên là đi gửi. Bộ này là bộ quần dài này các chị này. Bộ này là bộ quần dài nhé. Rời quên à cún. À cái gì? Cô Hồng Hoàng bảo gì đây? Bộ này là bộ quần dài nhá các tình yêu nhá. Mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Các chị chia sẻ mạnh lên cho em nào. Các chị có muốn mua váy với giá 29k không ạ? Mọi người chia sẻ mạnh lên đi nào. Mọi người chia sẻ lên 100 người xem em sẽ bán cái mã váy này với giá là 29k nhá chị nhá. Váy lụa cực đẹp luôn, có rất là nhiều hoa cho các chị lựa chọn ạ. Nào mọi người chia sẻ mạnh lên cho em nào. 29k mã váy hoa này thôi ạ. Mọi người chia sẻ cho em nha, cùng chơi mini game nào các chị ơi. 29k này, bán váy với giá 29k đến cho chị nào chia sẻ livestream này nhiều nhất luôn ạ. Mọi người chia sẻ mạnh lên cho em đi ạ, chia sẻ lên nào, chia sẻ để bao nhiêu nhóm comment vào lên 100 người xem cho em nhé mọi người nhá. Chỉ cần ấn theo dõi Facebook Lương Thị Quyên, mọi người nhớ ấn ở chế độ xem trước để khi em like hoặc là khi đăng bông các chị có thể cập nhật những cái mẫu mã mới nhất luôn nha mọi người nhá. Và nhớ là ấn chia sẻ ạ, và ấn chia sẻ ở chế độ công khai nhá các chị nhá. Ấn chia sẻ ở chế độ công khai. Chị cao 1m53 nặng 54 cân có vừa không em? Thế thì chị mặc màu đen thì vừa. 1m53 54 cân thì chị mặc bộ màu đen ạ, bộ màu đen. Hồi này bận quá sửa nhà mà không hành lại được. À, nhà cháu về nhiều mã mới lắm, bác vào ủng hộ cháu nha, bác yêu nha. Về rất là nhiều mã mới luôn. Đây váy siêu đẹp siêu hot luôn, cái mã váy này các chị mặc đi biển đi chơi nhá, quá xinh luôn ạ. Những cái mã hoa này đang cực kỳ là hot luôn mà chỉ có giá 29k dành cho các chị chia sẻ like mạnh lên cho em nào. Mọi người chia sẻ thì comment đã chia sẻ kèm theo số điện thoại cho em để em biết nhé mọi người nhá. Comment đã chia sẻ kèm số điện thoại cho em để em biết ạ. Zoom vải váy hoa. Zoom có, nói chung là có đủ mã luôn. Nào mọi người vào chia sẻ cho em đi nào. Mọi người vào chia sẻ mạnh lên cho em nha. Váy hoa rất là đẹp luôn này. 29k nhá chị nhá. 29k rất là đẹp luôn. 29k rất nhiều mã váy đẹp. Đây rất là đẹp luôn này. Hoa siêu đẹp luôn. Đây mọi người vào chia sẻ mạnh lên cho em. Bao nhiêu một bộ em đang mặc? Bộ ly mặc là 150k. Bộ em mặc là 150k nhé, chất đũi rất là đẹp luôn nha. Chất lụa, 150k rất là đẹp bộ luôn. Em mặc nha các chị nha, các chị tầm khoảng từ 45 cân đến khoảng 55 cân mặc ok đẹp nha các chị nha. Rất là đẹp luôn ạ. Bộ em mặc 150k có hai màu vàng và màu đen nha chị nhá. Bộ này có hai màu vàng và đen này các chị này, hai màu vàng và đen nha, chất bộ đen này rộng hơn này, bộ đen này rộng hơn nên là các chị tầm từ 55 cân đổ lại, còn bộ vàng như ly thì các bạn tầm 52 53 cân đổ lại thôi, mặc là ok, rất là đẹp luôn á. Đây siêu đẹp luôn này. Chị nào lấy comment màu kèm số điện thoại cho em để em chốt nhá các chị nhá. Màu kèm số điện thoại cho em, quần của nó thì là quần suông này các chị này. Quần suông nha mọi người ạ, quần suông rất là đẹp luôn ạ. Mã này đang rất là hot luôn, chất của nó đẹp lắm. Nó là hàng lụa đũi may nét, rất là đẹp luôn. Chỉ 150k một bộ thôi, rất là đẹp nha, hàng hot luôn. Các bạn nào chốt thì comment màu kèm số điện thoại nhá. Váy là 29k thôi, mọi người chia sẻ lên 100 người xem thì đi chốt váy 29k nha. Váy này mọi người chia sẻ mạnh lên em sẽ chốt váy với giá 29k dành cho các còn chị. Còn váy 150k thì các chị chia sẻ lên là bán
29k rất là nhiều mã váy đẹp luôn. Chào các bạn nha, Ly rất là nhớ các chị luôn. 54kg vừa không em, 54cân thì chị mặc set màu đen vừa. 54cân nếu cao chị cao 1m6 trở lên thì bộ vàng cũng vẫn vừa, nhưng nếu mà dưới 1m6 ấy thì 54cân thì mặc màu đen thì vừa. Mình ở Tuyên Quang nhé các bạn ơi, rất là đẹp luôn. Có bạn nào chốt không ạ? Các bạn chia sẻ đi, thế nào được bao nhiêu người chia sẻ? Có 25 người chia sẻ. Đây họ kiểm tra ai chia sẻ ở đâu hay như nào này. Ai chia sẻ nhiều nhất chứ? Người ta nói vậy chứ ai. Bác Đỗ Hải này đang sửa nhà. Ly thức hành nhắc đến bác ấy. Chắc bác chị màu đen nè. Rồi ok chị, nếu như là dò lấy màu đen thì cho em xin số điện thoại ạ. Màu đen đẹp lắm. Ai lấy màu nào thì comment màu kèm số điện thoại mình chốt nhá. 47 cân mặc ok đẹp luôn nha. 47 cân mặc rất là đẹp luôn. Đi viện về nên là cũng vẫn còn hơi yếu nên là nói hơi nhiều. 54 cân vừa chị vừa thì cho chị hai bộ, một bộ màu vàng, một bộ màu đen nhé. 54 cân nếu mà vừa thì cho chị một bộ màu vàng, một màu đen. 54 cân cao 1m bao nhiêu hả chị? Cao 1m6 thì là thoải mái, màu vàng cũng vừa. 1m6 trở lên thì mới vừa, còn dưới 1m6 thì sợ mặc không được thoải mái lắm. Set này là 150k trên một set, siêu đẹp luôn. Em đảm bảo các chị mua các chỗ khác không bao giờ dưới 200. Em chào chị Vĩ Trang ạ. 49 cân thì Trần Huyền đẹp quá. 49 cân thì rất là đẹp luôn ạ. Nếu mà chị 54 cân, nếu mà chị cao từ 1m6 trở lên thì chị mặc màu vàng ok. Còn nếu mà chị cao dưới 1m6 thì chị mặc màu đen cho em nha chị yêu nha. Không mặc váy em có thì em sẽ like váy cho các chị xem. Rồi ok, em chốt cho chị Tuyết Nhung Đồng này. Em chốt cho chị Tuyết Nhung Đồng nha. Màu đen. Chị 5. Chị bảo chị lấy 2 bộ. À chị cao 1m63. Ôi 1m63 thì đẹp. Thế thì chốt cho chị 2 bộ ạ. Rồi ok, em chốt cho chị Tuyết Nhung Đồng một bộ màu vàng, một bộ màu đen này. Sắp sinh rồi là nhớ em quá. Tình yêu ơi, có gì ủng hộ em nha. Đây màu vàng màu đen. Rồi ok, chốt cho chị Tuyết Nhung Đồng 2 set, một set màu vàng, một set màu đen. Đảm bảo là chất quá đẹp luôn, các chị này có thể nhìn gần nhá, mà chỉ có giá 150k trên một set thôi. Nếu mà các chị mua ở chỗ khác thì em đảm bảo là không bao giờ các chị mua dưới 200 một set. Không mặc trễ vai, không mặc trễ vai không được đâu. À đây các chị có thể không mặc trễ vai ok nhá các chị nhá, mã này các chị có thể tùy mặc trễ vai hoặc là đây là tùy khách thôi, bởi vì mặc trễ vai các chị có thể không mặc trễ vai. Mặc rồi ok, được. Chị Trần Huyền chốt một set, chị Trần Huyền lấy màu gì thì comment màu cho em để em chốt nha tình yêu nha. 150k dành cho các chị chia sẻ livestream 5 lần, giá mở hàng cực kỳ là ưu đãi này các chị ạ. Đây, quá đẹp luôn. Quần lụa nhá các chị nhá, túi rất là sâu luôn, các chị có thể được điện thoại, nói chung là được đồ rất là ok, được tiền. Đây, rất là đẹp luôn nha. Áo crop top các chị mặc dáng này sẽ nhìn chân nó sẽ dài hơn ạ. Em đỡ nhiều rồi chị ạ. Nói chung là nó vẫn chưa mỏi hẳn nhưng mà nói chung là vẫn có thể phục vụ các chị yêu ok luôn. Set hay là zoom chị ơi, đây là set nhá chị nhá, set rồi này. Đây mặc rất là đẹp luôn, mặc nhìn chân dài ok luôn. Xin chào chị Hương Lê ạ. À, chị Trần Huyền lấy màu nào thì comment màu lại giúp em nhé, em có số điện thoại của chị rồi. 58 cân thì không vừa đâu chị ơi, mã này thì các chị 55 cân vừa rồi. Ok, chốt cho chị Trần Huyền một set vàng này, em chuyển qua mã khác nha các chị nhá. Màu đen còn vừa treo thôi. Đây mẹ bảo mọi người lên thay mà không đen hay là đen không? Mã như Ly bán vẫn còn đủ màu nhá mọi người, ai lấy màu nào thì kèm màu cho mình nhá. Màu đen, màu vàng ạ, vẫn còn đủ màu ạ. Đấy. Màu đen này thì quần nó rộng rãi, à bộ nó rộng rãi, rất là đẹp luôn. Chất vải thì cực kỳ thích luôn. Vải mỏng hay dày? Mã này vải nó bình thường thôi, nó không dày đâu. Hàng này nó là lụa đũi, chất lụa đũi, nhưng bên trong quần nó có lót như thế này. Quần thì nó có một cái quần lót ở bên trong, quần đùi luôn. Mã này thì vải nó bình thường thôi, nó không phải là dày đâu. Vừa đây này, đũi, nó là chất đũi, lụa đũi. Mặc rất là thích cho nó bay, nhẹ nó bay đó. Chào Đặng Trang nhé, chào tất cả mọi người nhé. Vui vui, xin chào nha, chào vui vui. Chào mọi người vào xem, chia sẻ like cho Ly với nhá. Ly
dạo này yếu ấy, nên là nói cũng không nói được nhiều, vẫn còn phải kiêng, nhưng mà sốt ruột quá nghỉ lâu nên là lại lên để gặp các chị đấy. Hương Lê ơi, bộ này là 150k một bộ nhá, 150k một bộ đũi á, quần dài, đi mặc đấy. Hả? Bé nhỏ à? Chị ở cây, chị ở cây bao nhiêu Tuyên Quang? Yến Chi ơi, chị ở km 24 đường Hàm Yên Tuyên Quang nhá. Chị ở đúng ngã 324 luôn đấy. Xem váy nào cô, cho xem váy nào cô. Ừ, vui vui ơi, đợi một lát nhé, nhiều váy lắm, váy thì quá nhiều luôn, nhiều mã váy xinh này, cực kỳ là đẹp luôn đấy. Mọi người ơi, mọi người vào xem chia sẻ like giúp mình. Mẹ anh ơi. Mẹ ơi. Ta không buồn mà điện thoại lên. Để mẹ vào thật thôi. Đây nha các chị nha, tiếp một mã váy này. Tiếp một mã váy màu nâu tây quá đẹp luôn đấy. Bà chị móc. Sao mà chút ngồi đấy. Các chị ở gần có thể qua xem nha mọi người nha. Các chị ở gần có thể qua xem nhá. Tiếp một mã váy màu nâu tây này. Đây nha, nha, tiếp một mã váy màu nâu tây quá đẹp luôn nha. Mã này cái thì các chị bầu bì có thể bon chen thoải mái á. Bầu bì bon chen thoải mái luôn nha các chị nhá. Đây rất là đẹp luôn này, ren đẹp luôn. Đây các chị có thể nhìn phần ren của nó bên trên nhá. Phối rất là đẹp luôn, bầu bì bon chen thoải mái, chất von, xếp ly này, xếp ly cực kỳ trẻ trung nha, màu nâu tây quá xinh luôn. Các bạn về đi. Chị nào lấy váy này comment cho em nha. Mã này từ 45 cân đến 60 cân thì các chị có thể bao mặc vừa luôn ạ. Từ 45 cân đến 60 cân bao mặc vừa luôn nhá. Váy von rất là đẹp luôn. Bên trong có cả một lớp lót đây này các chị này. Mã này bên trong có cả một lớp lót luôn ạ. Mã này bao nhiêu đấy mẹ? 150k nhá tình yêu nha, chị nào lấy thì váy comment nha. Luôn, comment váy nâu tây kèm số điện thoại cho em ạ. Này quá đẹp. Nâu tây kèm số điện thoại cho em để các chị này. Mọi người chia sẻ mạnh lên cho em đi nào. Mọi người chia sẻ mạnh lên cho em nhá. Chị nào lấy váy nâu tây này thì comment nâu tây nhá. Nâu tây kèm số điện thoại cho em ạ. Quá xinh luôn này các chị này, ren quá đẹp luôn ạ. Mặc thấy các cái váy này bình thường mọi người bán ít nhất là 180.000, mình bán thực sự là mắm ở hàng thôi nên là giá gần như là giá lấy vào luôn, giá gốc luôn đấy, bán giá gốc luôn đấy ạ. Nào mọi người chia sẻ cho em đi, các chị chia sẻ cho em nào. Váy quá đẹp này, 150k nhá chị nhá, chỉ với giá 150k thôi quá thích luôn, các chị có thể nhìn cái váy này nhá. Bầu bí bon chen thoải mái luôn ạ. Má này là má váy suông nhá, suông nhá. Mọi người mặc rất là dễ. Má váy suông thoải mái cực kỳ luôn. Ở nhà mà đi chơi đều đẹp nhá, chất ren của nó xịn lắm. Những hàng này thì yên tâm thì chất luôn rồi. Cực kỳ là đẹp luôn đấy. Có chị nào chốt mã này không ạ? Chị nào chốt thì chuyển sang. Mình đi qua mẫu khác nha mọi người ơi, đi qua mẫu khác nha. Đi qua mẫu khác cho các chị xem nha, rất là nhiều mẫu váy xinh đẹp luôn mọi người ơi, mọi người chia sẻ đi, chia sẻ lên 100 view thì Ly tặng váy nhá. Rất là đẹp luôn, thì nhiều mẫu váy đẹp để tặng cho các chị ạ. Thank you.
nào các chị nào, tiếp một mã váy hoa này đẹp lung linh luôn này, lượt lung linh luôn nhá các chị nhá, màu hoa thì rất là nổi luôn, siêu đẹp luôn ạ. Mã váy này thì các chị tầm khoảng 55 cân thôi. Chị nào cao từ 1m6 trở lên ạ. Cao từ 1m6 trở lên thì sẽ là 55 cân quay đầu, cao dưới 1m6 thì các chị tầm 52 đến 53 cân quay đầu thôi nhá các chị nhá. Chất von 3D hoa rất là đẹp luôn ạ. Váy này có giá 99k dành cho chị nào chia sẻ livestream 5 lần trở lên nhá. 99k dành cho chị nào chia sẻ livestream 5 lần trở lên. Chị nào lấy thì comment 99k kèm số điện thoại cho em ạ. 99k kèm số điện thoại cho em dành cho các chị chia sẻ livestream từ 5 lần đổ lên nhé mọi người nhá. Đầm bao nhiêu tiền? 99k dành cho chị nào chia sẻ livestream 5 lần này các chị này. Hoa 3D siêu hot siêu đẹp luôn. Màu của nó thì cực kỳ là nổi bật luôn ạ. Chất von mềm đẹp nhé mọi người nhá. Chị nào lấy thì comment cho em nào. Comment cho em nhá. 99k kèm số điện thoại ạ. Mã này quá rẻ luôn này các chị này. Số điện thoại này em đã ghi ở trên trang cá nhân nha mọi người nhá. Các chị vào trang cá nhân thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em đã ghi trên trang cá nhân rồi ạ. Mã này 99k nào các chị ơi, chị nào lấy thì comment cho em nào. 99k kèm số điện thoại nha mọi người nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Đây chất von này các chị này, chất von siêu mềm, siêu đẹp luôn ạ. Có chị nào chốt mã này thì comment cho em biết nào. Bạn nào chốt thì comment váy hoa kèm số điện thoại nha. 99k. Váy lập dầu ly vào đấy. Bao nhiêu đấy? Váy này là 150k nhá chị Thành Hà nhá, 150k này. Đây, váy này quá xinh luôn. Cái phần ren của nó rất là đẹp luôn nhá các chị yêu nhá. Quá đẹp luôn đấy ạ. Chị nào lấy váy dập ly thì comment nâu tây kèm số điện thoại cho em. Rồi ok, chị Minh Thảo đã chia sẻ 30 nhóm, em cảm ơn chị rất là nhiều này. Váy 99k này, chị nào lấy thì comment 99k cùng với số điện thoại cho em ạ. Chị chia sẻ nhiều đi, lên 100 view thì đi tặng váy nha. Chị chia sẻ đi ạ. Váy dập ly 60kg vừa ok nhá chị ơi. Váy dập ly thì bạn nào cũng có thể mặc được từ 40 đến 60 cân, mặc thoải mái luôn. Vì là nó là dáng suông ấy, dập ly nó thoải mái lắm. Nên là ai cũng có thể mặc được gầy hoặc là người tầm từ vừa ai cũng có thể mặc hết. Từ 40 đến 65 cân mặc cũng ok. Chị nào lấy váy vàng comment nha, comment 99k kèm số điện thoại cho em để chốt nha các chị nha, yêu nhá. Có chị nào chốt mã váy vàng này không ạ? Quá đẹp luôn này, cái này xinh lắm, các chị mà không mua thì quá tiếc luôn ạ, để em chuyển qua mã khác ạ. Váy xinh đấy mà không, chị nào chốt là 99k kèm mọi người bán. Mình thấy các like khác bán những váy này rẻ nhất là 150. Ly bán là bán siêu rẻ, siêu rẻ thật, chất là đẹp như này. 60kg thì nhiều mẫu mặc được mà, nhiều mã mặc được á. Máy đang mang bao nhiêu? Mẹ cũng trả lời mọi người đi. Bên trên là comment này thôi. Vậy em đang mang màu vàng là 99k dành cho các chị đã chia sẻ nhé mọi người nhá. Tiếp một mã maxi này các chị này. Tiếp một mã maxi cực đẹp luôn ạ. Đây mã maxi dài nha, quá là sang chảnh luôn nhá các chị nhá. Màu xanh rất là đẹp này. Em đứng lên đây đó chị xem nha. Chỉ với giá là 80k nhá mọi người nhá. 80k này, mã váy maxi rất là mềm mại luôn ạ.
quá xinh luôn nhá. 80k dạ mày mã váy maxi này. Dành cho các chị chia sẻ livestream mẻ 80k nha các tình yêu nha. Rất là nhiều màu luôn ạ. Chị nào lấy thì comment cho em này, mã váy maxi này các chị tầm khoảng 54 cân quay đầu ạ. 54 cân quay đầu nhá các chị nhá. Rất là nhiều màu nhã nhặn và đẹp luôn ạ. Đẹp mà rẻ chứ từng có luôn mọi người ơi. Rồi vào xem chia sẻ đi này. Quá đẹp luôn này, mã này này. Đẹp chưa? Lụa nhá, phải chất lụa, von lụa của nó cực kỳ đẹp, bên trong có lớp lót lụa luôn. Hai lớp rất là đẹp luôn mà giá chỉ có 80k thôi ạ. Đẹp mà rẻ chứ từng có nhá mọi người nhá. Đây. Lớp lụa luôn, lụa đẹp luôn đây này, lớp của nó cũng hàng đẹp luôn này. Đây. Đẹp không? Đây màu vàng này chị này. Màu vàng rất là con da luôn nha. Chị Quang Chu lấy màu xanh thì cho em xin số điện thoại nha. 80k 80k luôn này. 80k nhá các chị nha. 80k này. 60 cân không vừa, các chị tổng khoảng 54 cân quay đầu thôi ạ. Em là cao 1m6 nặng 50 cân này. Không vừa, phân phun nó không vừa. 54, 55 cân quay đầu nha các chị nha. Chị nào chốt màu nào? Rồi ok, chốt cho chị Quang Chu màu xanh. Em chuyển màu vàng cho các chị xem nha. Đây mọi người thấy có đẹp không? Váy này quá đẹp luôn, mềm mại, tôn pha, chất liệu cực đẹp và giá vô cùng yêu thương luôn. Chỉ có 80k một váy maxi Quảng Châu, siêu đẹp luôn. 80k nha các tình yêu nhá. Các chị mua ở shop cứ phải 200-300 là chuyện bình thường. 49kg thì quá đẹp luôn. Đây bác sĩ Ly là 50 cân, cao 1m6 nha. 49 cân, chị Quang Chu quá đẹp, chị Quang Chu đây này. 09844 chị trò bên trên với 49 cân vừa không 1558 lâu lắm mới nhìn thấy chị. Em xin chào chị Thanh Em Hương ạ. Lâu lắm rồi Ly yếu nên là không lên like được bán hàng đâu chị. Đi đỡ rồi, cảm ơn mọi người đã hỏi thăm quan tâm em Ly rất là nhiều. Các chị ơi, tiếp mã màu vàng nào. Tiếp mã màu vàng 80k nào các chị ơi. 09844 09844 015 58. Màu vàng nha các tình yêu nha. Màu vàng này, 80k này. Chị nào lấy thì comment vàng 80k kèm số điện thoại cho em ạ. Vàng 80k kèm số điện thoại cho em nhé các tình yêu nhá. Siêu rẻ luôn. Quá là đẹp luôn, chất của nó chất von lụa các chị ơi. Set em có nha, set có, zoom có, nói chung là rất có nhiều mã luôn. Zoom nhiều mã đẹp lắm. Có chị nào chốt mã váy vàng này không ạ? Để em chuyển ạ. Đây này con này. Mẹ phải nói chứ, không nói cho người mình quá thích rồi. Chào Nguyễn Hường nha, chào mọi người nha, mọi người vào xem chia sẻ like giúp mình nha. Lâu lắm rồi hôm nay Ly mới lên sóng được. Nguyễn Hường ơi, mọi nhận được hàng của chị gửi chưa? Chào Hường Nguyễn nha.
Có set nhé, có rất là nhiều set đẹp luôn. Tí nữa lên Ly Lai có từng mẫu cho mọi người xem nhé. Váy set, quần sóc, chân váy, nói chung quần giả váy, tất cả các kiểu mẫu gì cũng có luôn, sơ mi các kiểu, áo kiểu luôn, nhiều mẫu lắm, có nhiều mẫu bộ đẹp luôn nhé. Mọi người vào xem, chia sẻ like giúp mình nhé. Có Thu ơi, em lên thử nhiều váy lắm, em thì dễ mặc ấy, nhiều mã đẹp lắm, em lên thử. Đây nha, tiếp một mã váy hoa này. Váy hoa quá xinh luôn này các chị này. Mã này cái hoa này rất là tươi luôn nha, chất này chất vô lụa này, con ba đều có cân to vừa luôn. Cực kỳ mềm đẹp luôn. Mình sale giá chỉ có 99k thôi mọi người ơi. Ai chốt váy này thì comment cho mình váy màu đen nhá, kèm 99k dành cho các chị chia sẻ like 5 lần bò nha. Như Lê Tươi ơi, bò nhiều lắm. Đùi bò váy, quà váy bò, váy váy kiểu váy giả bò, váy giả quần ấy cũng có hết. Quần giả váy cũng có bò. Đợt này mình lấy rất là nhiều mã đẹp, hot luôn. Đây đi bán một số mã váy trước cho các chị nhé, sau bán nhiều mẫu đẹp lắm. Người kiểu hỏi cả cổ. Đi là yếu quá nên là không nên bán hàng được cho các chị. Giờ này cũng mới tạm đỡ thôi chứ cũng chưa được khỏe lắm. Đâu bơi đi biển không em. Cảm ứng hoa. Váy này có nhiều màu lắm Lê Tươi ạ, có rất là nhiều màu. Chị nào lấy váy này thì comment cho em này. 99k nhá, 99k thôi, rất là đẹp luôn ạ. Cái phần eo của nó các chị có thể nhìn thấy thiết kế một phần đai ôm bụng, nói chung là quá xinh luôn. Mà các chị mà không bệt vai cũng được nhá, mã này mà không bệt vai cũng ok luôn nha các chị nhá. Đây váy đi mặc thì có 3 màu nhá mọi người ơi. Đây, có màu màu hồng này, cái màu hồng ấy. Hàng của Bra, hàng xịn luôn thật, nhà mình bán giá thì siêu rẻ rồi. Các bạn mua hàng bên mình thì biết rồi đấy, mẫu này bao nhiêu. Mẫu này thì từ 60 cân đổ lại mặc nó ok, bởi vì cái mã này nó rất là rộng rãi, thoải mái, dài mà chất con lụa của nó mềm đẹp lắm luôn nhé mọi người. Mua cái hàng này thì yên tâm về chất luôn này, hàng này là hàng chất đẹp. Hàng Bra. Ra đúng không? Hàng Ra đây. Da của nó hàng cực xịn luôn. Em xin chào chị Hè ạ. Đây. Mã này siêu xinh luôn mọi người ạ. Đẹp lắm này. Đây nó có mấy màu luôn. 40 cân vừa nhá chị Lê Tươi nhá. Có vàng ạ. Có hồng, có vàng nhá. Đây là nó là hoa này là hoa màu vàng này, hoa này hồng này. Đẹp không? Đây là hoa này nền đen. Ai lấy váy này thì comment váy kèm màu kèm số điện thoại nhá chị Bi Trang. Ok, cho từ chị Bi Trang màu em đang mặc. Rồi ok Bi Trang, chị Bi Trang có đơn ở đây mà. Đơn ở Bi Trang. Màu này đang mặc đẹp lắm. Bi Trang có một bộ như quần và váy. Vẫn còn màu đen nhá mọi người, ai chốt màu gì thì comment màu cho mình nhá. Đủ màu luôn nhé mọi người nhé. Đây cái này mặt trước của nó có lõm mà. Mặt đấy có không hở tí nào luôn. Không hở cái này mặt thoải mái luôn. Đẹp lắm. Gầy mặc ok nha chị ơi, gầy thì mình mặc cái màu sáng như này chị Tươi này. Đây màu hồng này các chị yêu này, màu hồng nhá. Lê Tươi một cái màu hoa cầm nhỏ rồi, cảm ơn các bạn nha. Mãi bé là 102 mà. Thế này bán hôm nay sale thì có 99k luôn. Bình thường là bán 120 nhưng nay sale còn ít ấy. Rồi ok, cho chị Lê Tươi một hoa nhỏ này, hàng đẹp. Hàng này em bán bình thường rẻ nhất phải bán là 120. Mà hôm nay thì treo rẻ cho các chị nhá. Mọi người nhớ là chia sẻ cho em ạ, 99k để nó chia sẻ like ít nhất là 5 lần nha. Rồi ok, cho chị Lê Tươi này, 99k dành cho các chị chia sẻ live stream ít nhất là 5 lần nhá. Chị nào lấy thì comment cho em. Em có cả hoa to lẫn hoa nhỏ màu hồng này. Rồi ok, cho chị Bi Trang cái màu hoa nhỏ em đang mặc. Rồi đổi cho chị cái màu hoa nhỏ nha. Ok Bi Trang. Ok chị Bi Trang. Rồi chốt cho chị Lê Tươi rồi nè.
Má này em có cả màu đen nhá chị nhá. Má này có cả đen luôn. Hàng Zara hàng của nó, hàng chất lượng chất cực đẹp luôn. Hàng chất siêu đẹp luôn này các chị này. Màu đen này, hồng hoa to này và hồng hoa nhỏ thử nhá. Mình xem không có ai bán dưới 150 một cái váy như này, hoặc là mọi người bán 1m52 mặc đẹp chị ạ. 1m8 có vừa nhá chị Lê Tươi nhá. Người bé bé xinh xinh mặc đẹp mà. Cô bán những cái váy này nó hơn 200. Nào chị nào chốt mã này thì comment cho em nào. Comment cho em biết nha, 99k luôn nhá mọi người nhá. Đây rất là đẹp luôn nè. Màu hồng hoa to này, màu đen này. Mã này thì các chị từ 45 cân đổ lên đến 60 cân bao vừa ạ. 99k dành cho các chị đã chia sẻ livestream 5 lần nha mọi người nha. 99k thôi nhá. 99k thôi mọi người, hôm nay mình sale nha. Hôm nay lâu lắm rồi, hôm nay lên sóng là bán giá trị ơn cho các chị. Bán siêu rẻ luôn. Lê Cương 1m52 cao đơn à, bao nhiêu cân? Đẹp, thế mặt đẹp. Ừ. 1m52 thì quá đẹp. Chị Hoài Vân hoa nhỏ. Ok chị Hoài Vân. Chị có giá 99k một áo nhá, hoặc là một váy nhá mọi người nhá. Rất là đẹp luôn, hàng ra sao thì các bạn yên tâm rồi. Đây. Đây chị nào trắng thì mặc màu này đẹp lắm luôn. Chị Hoài Vân bầu đầy siêu đẹp đấy chị này. Chị Hoài Vân một cái rồi nha. Đây mặc hoa to đó chị xem. Em xin chào chị Dịu ạ, à. Em đỡ nhiều rồi các chị ơi, em cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn các chị lúc nào cũng ủng hộ em luôn, em đỡ nhiều rồi ạ. Chị nào lấy màu này thì comment này, hoa to đẹp này, hoa to đen nhá. Chị vào xem like, chia sẻ like với Ly nha. Ly hiện này tạ đỡ rồi. Chưa được khỏe lắm nhưng mà đỡ hơn rồi. Đi mặc hoa to. Đi trang lúc nãy xem à, Ly hoa to hoa hồng. Hoài phân. Và xem like, chia sẻ like với mình nhé. Hôm qua ta không tăng được lượt view lên. Mình yếu quá, không nói được không kể. Hoa to đây các chị này. Hoa to rất là đẹp mà. Các chị nào tầm từ 52, 53 cân đổ lại thì mặc những cái mã hoa to như thế này rất là xinh này. Còn chị nào mà từ 55 cân ấy thì mình chọn mã hoa nhí. Nhìn cho nó đỡ lộ mà. Mặc hoa to này thì các chị từ 52 cân đổ lại thì mặc hoa to rất là xinh luôn. Mặc vàng đi rồi, đợi một tí nha Minh Thảo ơi, đợi một tí. Mã này không có nhé. Vàng đâu ạ, vàng, vàng thì có mã khác. Vàng nó cũng có mã cũng tương đối à, như này. Mã này tí nữa mặc có set bộ nào đẹp không? Có nhá Phạm Thị Hoa ơi, có set bộ cũng có rất là nhiều set luôn. Lát nữa Ly mặc nhá, nhiều set lắm. Có bạn nào chốt màu hồng này không ạ? Mã này có cả đen này các chị này. Hồng, còn hồng và đen ạ. Rồi ok. Chị Hoài Vân thêm một hoa to hồng nữa. Rồi ok chị Hoài Vân, chị muốn mấy chị thêm hay là chị đổ? Hoài Vân. Chị Hoài Vân thêm hay là đổi á? Chị Hoài Vân có một hoa nhí hồng rồi. Nếu mà chị thêm thì comment thêm. Còn Hoài Vân lấy thêm hoa hồng to này thì comment thêm nhá. Rồi ok. Em cái này rồi ok, lấy Thu Chiều lúc nào em lên nhà chị nha, lên qua cửa hàng thử nhá. Thu mặc cái này xinh đấy, đẹp lắm cô ạ. 99k dành cho các chị chia sẻ like 5 lần này. Chỉ 99k thôi mọi người nhá. Một cái váy này hàng Zara nhá, rất là đẹp luôn đấy mọi người ạ. Hàng siêu đẹp luôn. Mọi người không ai bán giá dưới 150 hoặc 180 đâu, thật sự luôn, hàng hoa 3D siêu đẹp luôn. Các bạn nhận được hàng này không đẹp không lấy tiền của các bạn luôn. 99k dành cho các chị chia sẻ 5 lần nhá các chị yêu nha. À hoa đen thì có hai màu hoa đen này. Có màu hoa đen này rất là tôn pha luôn này. Cái móc đây cho mẹ. Rồi ok, thu trắng, thu mặc cái màu đen này cũng rất là đẹp này. Đây. Nó có hai màu hoa nhá, một là hoa hồng và một là hoa nền đen hoa vàng.
rất là đẹp luôn. Loan Còi ơi, váy này từ 45 đến 60 cân đổ lại mặc là ok nhá. Từ 45kg đến 60kg mặc là ok. Rất là đẹp luôn. Hàng lụa 3D của nó von cực kỳ là mềm đẹp. Thật sự hàng này không không đẹp và không lấy tiền. Nay mình sale giá chỉ có 99k một váy thôi ạ. 99k nhá. Ai chốt màu nào thì comment màu kèm số điện thoại để mình chốt nhá. Hồng hoa to này, đen mà đen hoa to. Con đấy chị ấy, chị lấy, chị bảo lấy thêm hay sao hay như thế nào nhỉ? Chị gì hỏi? Chị Hoài Vân lại lấy thêm hay là như thế nào? À hay là chị Hoài Vân khác? Vẫn Hoài Vân này đúng không? 5, 7, 8. Em lấy áo cuốn đang mặc ý. Rồi ok ok chị Lê Thu ạ. Rồi ok Thu nhá. Các chị ơi, các chị chốt màu nào thì comment màu kèm số điện thoại cho em nhá. 99k. Đen hoa nhí. Rồi ok chị Quang Chu thêm đen hoa nhí này. Rồi ok chị Quang Chu ạ. 99k quá rẻ luôn. 67 cân thì không vừa đâu các chị ạ. 67 cân thì hơi chật nhá. Đen hoa nhí này đẹp thôi. Đen hoa nhí này tôi ra rồi. Đen hoa nhí này mặc lên xinh cực kỳ luôn các chị ạ. Tại vì là đen trên cái nền hoa vàng ấy rất là nổi luôn ạ. Rồi ok chị Quang Chu thêm một đen hoa nhí này. Có chị nào lấy mã này không ạ? Để em đổi ạ. Các chị từ 45 đến 60 cân nha mọi người nha. Từ 45 đến 60 cân. Chị Lê Thu ơi, chị lấy cho em xin số điện thoại. Nếu mà chị Lê Thu lấy sao á? Phải Lê Thu ở 21 không? Nếu mà Lê Thu khác thì... Để nó to lên thì chị nghe chứ. 49 cân đẹp lắm chị ạ. 49 cân thì quá đẹp con Chu ơi. 49 cân thì quá đẹp nha. Ly nhà mình là cao 1m6 nặng 50 cân. Các bạn nói chung là từ 47, 48, 49, 452 cân thì quá là xinh đẹp luôn. 55 cân 40kg thì mặc mã này chắc hơi rộng ấy. Phải qua mã sau đi. 40kg mã này thì hơi rộng. Nhưng 40kg mà cao ấy, cao 1m6 thì vẫn mặc ok. Nhưng mà đây thấp thì mặc hơn. Thì mặc mã... Đây nếu các bạn nào nhỏ thì mình có cái mã này. Mã cánh tiên này. Mã cánh tiên này thì chỉ dành cho các bạn từ 47-48 cân đổ lại thôi nhỉ? 45 cân. Con 450 cân mà hơi thích thì chắc tầm 48 cân. Chị Loan Còi có 40 cân. 40 cân thì tí ạ. Chị có bán đai không? Lê Thu ơi, có bán đai Lê Thu ơi. Em có phải là ở Lê Thu 21 không? Nếu không phải thì cho chị xin số điện thoại thì chị mới chốt được hàng cho em nhé. Lê Thu ở 21 thì thôi để em lên em lấy. Phải Lê Thu 21 không? Có bạn nào chốt váy hồng ly mạc không hả? Bạn nào chốt váy hồng ly mạc thì comment váy nhé, kèm số điện thoại cho mình nhé. Đây nếu bạn nào nhỏ từ 40 đến tầm 45, 46 cân thì mặc mã này. Cái mã cánh tiên này đang rất là hot luôn. Nhưng mà cái mã này nhỏ này. Mã này 130.000 nhá. Mã này chỉ có 130.000 thôi ạ. Vậy em đổi. Lê Tươi bảo cái gì nhỉ? Vậy em đổi cái gì? Lê Tươi hình như bảo có 40 cân. À đâu, chị Loan Còn mới 40 cân chứ. Mình gặp lên, mình gặp xuống làm gì? Lấy màu gì đấy? Em lấy mẫu nhỏ thôi. Chị nhé. Lê Tươi đổi mẫu nào? Vì em gầy. Gầy thì Ly, nói chung là gầy mặc những cái mã rú như thế thì càng xinh. Nói chung là những cái váy đấy càng gầy mà càng đẹp. Em Thu làm tóc. Ừ rồi, ok Thu nhá. Chị nhìn ở trong ảnh này có không nhìn rõ nên là không nhận được ra. Đây có bạn nào từ 45-46 cân đổ lại từ 40 đến 45-46 cân thì mặc mã bi này. Rất là xinh luôn, mã này mình có hai màu. Mã này em có màu đen và màu vàng ạ. Chấm bi đen và chấm bi vàng. Siêu đẹp luôn nhưng mà ly mặc không vừa đâu. Ly 50 cân mà không vừa, cái này các bạn từ 47 cân đổ lại thôi, cao 1m6, 47 cân thôi. Không thì tầm 45 cân đổ lại mặc là quá ok luôn. Mã váy này rất là xinh. À, váy cánh tiên này siêu xinh luôn nhé. Đây có bi đen và bi vàng. Bi đen bi vàng. Dáng dài nhá. Rất là xinh luôn.
cầm. Có hai màu đấy ạ. Có bạn nào từ 45 47 cân đổ lại nhá thì chốt hai mã này. Mã này 130k một váy ạ. Váy cánh tiên nhá mọi người nhá. Bạn nào nhỏ thì chốt mã này ạ. Mã này thì siêu xinh luôn, chất lụa của nó đẹp lắm này. Hàng này siêu đẹp luôn, 130k thôi ạ. Bạn nào chốt mã này không ạ? Đấy, bạn nào nhỏ thì chốt những cái mã này. Rất là đẹp luôn, mặc ở nhà đi chơi, nói chung là đi biển các thứ là đều đẹp. Đi dự tiệc cũng ok luôn. Đẹp chưa? Phải đi qua màu khác nha. Váy hồng thì là bao nhiêu? Thu Hiền ơi, váy hồng mẫu mặc là 99k nhá mọi người nha. Váy hồng hôm nay mình sale chỉ có giá 99k thôi ạ. 99k nhá. Siêu đẹp luôn, chất lụa 3D, hàng da da của nó hàng siêu đẹp nha. Hàng này rất là đẹp luôn, mọi người mặc váy này thì yên tâm về kiểu dáng và chất liệu của nó, hàng đẹp rồi. Đây, hàng da da, hàng thương hiệu của nó luôn rồi, rất là đẹp luôn nha. Bạn nào chốt thì con nên váy hồng kèm số điện thoại nhá. Mà váy hồng mình còn cả màu hồng và màu đen ạ. Váy như ly mặc thì còn hai màu nhá. Đây ạ, còn hoa đen, hoa nhí này, và đen hoa này, hoa to này. Màu nạ rất là đẹp luôn này. Váy cực kỳ đẹp nhé, hàng siêu đẹp, mềm luôn, chất lụa của nó mềm, đẹp lắm. Sáng nay mình sale giá chỉ có 99k thôi ạ, 99k một váy nhé, cho các bạn từ 45 đến 60 cân mặc là ok với váy này. Nó rộng rãi, thoải mái lắm này. Này nó cắt ly ở đây mấy tầng luôn, cực kỳ là xinh luôn nhé bạn nhé. Có, nhà em không có Shopee ạ. Mình ship bill nhá, ship bill điện nhá. Ship code 30k trên toàn quốc nhá chị nhá. Chị nào chốt 30k cho em biết này. Ship đồng giá 30k một đơn hàng trên toàn quốc. Các bạn mua 1 cái hoặc 10 cái thì cũng chỉ có 30k thôi. Nhà mình hỗ trợ ship rồi nhá. Các đơn hàng các bạn nhận được hàng như này ship chắc chắn là không bao giờ một váy thì không nói, chứ nếu mà mua 2-3 sản phẩm thì nó phải từ 4 đến 50 nghìn. Nhưng mình đã hỗ trợ ship rồi, chị Thu có 30k trên một đơn hàng không, ship toàn quốc luôn. Bạn nào chốt màu nào thì comment màu cho mình nhé. Chuyển mã nha mọi người nha. Thu Huyền em gầy 40k thôi, à 40 cân. 40 cân Thu Huyền, nếu mà nhỏ 40 cân thì mặc những cái mã váy này này. Đây các bạn nào nhỏ thì mặc những cái mã váy như thế này. 40 cân thì mặc cái mã này rất là đẹp luôn. Đi lấy cho mẹ một cái vàng, một cái bi đen nữa. À cái bi vàng, một cái hoa nhí ấy. Cho các chị 40 cân đây mặc những cái mã váy này. Cũng chỉ 99k thôi. Váy này siêu xinh thôi, rất là đẹp luôn. Đây váy này cho các bạn từ 52 đến 3 cân đổ lại này, 40 đến 52 đến 3 cân. Những mã này mình nhỏ này, mặc rất là đẹp luôn. Đây, hoa đẹp, toàn hàng đẹp luôn. Con lụa này cực kỳ là đẹp nhá. Giá chỉ có 99k thôi ạ. Đây hoa này, bạn nào nhỏ thì mặc cũng đẹp nhá. Bộ sáng bùm đây. Đây, bạn nào nhỏ thì chốt thì cái mã như thế này rất là xinh luôn, có nhiều màu để mình chia màu lên nhé. Chờ trăng bùi nha. Đây ạ, bạn nào mà 40 cân đến tầm 52 cân thì chốt thì cái mã này. Đây có chấm bi này, có chấm bi nhá, chấm bi này, có hoa vàng nhí này. Đây các bạn này, chấm bi này, hoa vàng nhí này, có chanh neo này rất là đẹp luôn, và có hoa vàng trắng này. Đấy, siêu đẹp, siêu xinh luôn nhá mọi người nha. Đây
99k một váy ạ, cho các bạn từ 52 53 cân, từ 40 đến 52 53 cân đổ lại mặc những cái mã váy như này. Rất là đẹp luôn. Không bị rộng. Vừa xinh luôn ạ. Ai chốt thì comment màu kèm số điện thoại cho mình để mình chốt nhé. Đây, đẹp luôn nhé. Siêu đẹp luôn. Tiếp truyền thông bộ nha các chị nha, bộ này, bộ chấm bi nha, mặc ở nhà này, rất là đẹp luôn, áo là cotton tông nhá, trắng là màu trắng, áo thì trên màu trắng luôn. Mã này thì áo là màu trắng hết, quần chấm bi xanh, đen, hồng. Rất là nhiều luôn, nhiều màu luôn, đây có bạn nào chốt mã váy này không ạ? À, siêu đẹp luôn nha. Mọi người vào xem, chia sẻ like giúp mình nha. Ai đang xem thì cho xin một chấm nha, để mọi người biết là mọi người đang xem, đang tương tác nha. Xong rồi xe lao buồn quá. Bộ này có rất là nhiều màu luôn nhá chị ạ. Áo thì chủ yếu là áo trắng rồi. Quần thì nó có thể, quần có rất là nhiều màu luôn này các chị nè. Bộ siêu đẹp luôn, các chị 55 cân quay đầu mà ok. 40 cân đến 55 cân quay đầu mặc ok nhá các chị nhá. Chào Hà Dung nha. Nó có màu vàng này các chị này, màu đen này, có cả màu đen nữa nhá, màu hồng này. Các bạn từ 40 đến tầm 55 cân đổ lại là mặc bộ ly đang mặc nhá. Chỉ có giá là 80k một bộ thôi. Rất là đẹp luôn. Có nhiều màu. Có bộ này quần pha màu hồng này, áo trắng quần hồng này, đấy chấm bi hồng này, màu vàng, chấm bi vàng này, chấm bi vàng này, set đang mặc. Lê Tươi ơi, set đang mặc chỉ có giá là 80k một set thôi. Hàng của nó cực đẹp luôn. Bán này siêu rẻ luôn, bán nguyên cái áo này đã còn đắt hơn rồi. Cái áo của nó chất siêu mát luôn nhá, hàng cotton chất cực mát. Đây là quần này kẻ này. Đây. Có bộ lửng Thu Thủy ơi. Đó, tí nữa chị like bộ lửng cho, đây là bộ đùi. Đây. Bộ đùi áo trắng quần kẻ như thế này. Rộng rãi các bạn từ 40 đến khoảng 55 cân mặc bộ này là ok luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. Thời trang. Hàng đẹp nhá, quần của nó chất cực đẹp luôn này. Đẹp lắm các bạn, chất, chất thì các bạn luôn. Yên tâm luôn. Rẻ hơn cả bộ lanh luôn á. Chị yên tâm về chất luôn, chất thực sự là quá đẹp luôn ạ. Trang bộ xanh. Rồi ok, chốt cho chị đi trang bộ xanh rêu. Siêu đẹp luôn. Chất đẹp lắm, chất xanh em đảm bảo là đẹp. Này cũng đẹp này. Em đảm bảo là chất đẹp luôn nhá các chị nhá, chất đẹp lắm. Chị nào lấy màu nào thì comment màu cho em. Từ 40 cân đến khoảng 55 cân, nó không là co giãn áo, nó không là sướng, mặc thích lắm các chị ạ. Kể này. Các chị nào có đơn thì chốt cho chị là 75k một bộ thôi. Nếu mà các chị nào mua từ hai bộ cũng chỉ 150k hai bộ thôi. Chị đi trang trước chị một bộ là chỉ có 75k thôi nhá. Chị nào có đơn rồi thì kèm đơn như là lấy siêu rẻ các chị luôn. 60 cân không vừa. Các chị ơi tầm khoảng 55 cân đổ lại nhá. Các chị từ 55 cân đổ lại. Có 60 cân thì chị chọn mã khác nha. Chị bộ quần chấm bi hồng. Một ok Phạm Thị Hoa một bộ chấm bi hồng. Ok, chị Hoa quần chấm bi hồng này rất là bạn đẹp. Bạn nào mà có đồ bầu nhá, Trang Vũ ơi. Cả vàng nhá chị nhá. Trang Vũ ơi, 60 cân có mã khác nha. Vàng đen. Đây nhá chị nha, chỉ với giá là bao nhiêu cao một bộ nhỉ? 80k mua một bộ. 80k một bộ là 80k nhá. Đây là chỉ có 75 thôi. Quần có túi luôn này. Rồi ok chị Hoa. Em tự đơn cho chị nha, tối mới like nhiều mã đẹp lắm. Em về nhiều mã đẹp cực kỳ luôn, chân váy quần sót. Chị Hoa mua suốt rồi. Quần bò. Chân váy bò nhiều lắm. Like từ từ cho các chị xem cho kỹ. Chị nào lấy mã bộ chấm bi này thì comment này. Xanh rêu như em đang mặc còn này. Kẻ này. Thủy ơi đợi một lát nhá. Em cho Thủy đợi một lát nhá. Kẻ này. Lát nữa qua bộ lửng nhá. Có bộ lửng mang cho chị xem thôi. Vàng này. 60kg thì chỉ có mặc quần rồi áo rồi thôi. Kẻ này. Kẻ
rêu này, chấm bi đen này. Chị có ai chốt bộ này nữa không ạ? Chị nào chốt thì comment cho em nha. Quá đẹp luôn. Đây em mặc set lỡ cho các chị xem nha. Đổi chị chấm bi đen em nhé Phạm Thị Hoa. Rồi ok Hoa nhá. Hoa nhỏ mặc hồng cũng đẹp mà. Đây, áo của nó chất thích cực kỳ luôn mọi người ạ. Mát lắm, chất siêu mát luôn ấy. Nó co giãn. Các bạn mà mua từ hai bộ thì chỉ có 150k hai bộ thôi. Đẹp luôn, ngoài thị trường các bạn mua rẻ nhất phải 120.000 bộ như thế này. Nhưng mà mình đã là hàng rẻ nhất định Bắc Bộ. Lanh hôm nay chỉ còn lanh đùi thôi. Đùi hôm nay chỉ còn lanh hoa. Chấm bi trên tường bao nhiêu? Chấm bi treo tường là 130k nhá mọi người ơi. Chấm bi treo tường váy cánh tiên mình còn hai màu. Chấm bi vàng và chấm bi đen nhá. 130k thôi cho các bạn từ 40 đến tầm 47 48 cân mặc thôi. Đây, bộ set như ly mặc nhá. Đây này siêu xinh luôn đây quần. Set này rất là xinh luôn mọi người ơi. Nó kèm rất là nhiều màu áo luôn. Quần nhiều màu nhá. Tí nữa mình like từng màu một nhá. Mặc trâu chất cực đẹp luôn á. 130.000 một set như ly mặc nhá. Từ 52 cân thôi nhỉ. Này từ 52 cân đổ lại mặc đúng không? Set này cho các bạn từ 52 cân đổ lại mặc là ok nhá. Đây. To ơi sao? Gì? Ly mặc. Đây set như ly mặc là 130.000 một set ạ. Bạn nào chốt set như ly mặc thì set chốt set cho mình nhá cho bộ lên đùi sáu mươi ba đi em. Anh Vũ ơi đợi một lát nha. 55 ký cao mét bao nhiêu hả chị? Lưu Thị Đoàn ơi, 55 ký cao bao nhiêu? Không ký nữa bạn chọn set màu khác thì khá hồ luôn như cách này. Bạn nào chốt set ly mặc thì comment số điện thoại kèm set nha. Set là 130k một set ạ. 53 ký, chị 55 ký, cao 1m60. Ôi cảm ơn Khương Nga nha, nhiều mẫu đẹp lắm. Các bạn nào chốt set như ly mặc không ạ? Các như ly mặc không ạ? Rất là xinh luôn ạ. Quần chấm bi nhé. Áo trắng rất là xinh luôn. Chị nào lấy thì comment cho em nha các chị yêu nha.
thì mới biết được chỗ mình đứng sinh viên thì mình cần giữ gì đâu. Đi qua mẫu khác nhé. Nhiều áo lắm, thì Hoa chọn đi, những cái mã như thế này cũng bán cờ áo rồi váy, rất không fit, rất là đẹp luôn. Hoa nhỏ chọn cái mã áo cờ này cũng đẹp. Đấy, những mã này bán áo cờ luôn, cờ cờ cho các chị cho dễ chọn. Nhiều mẫu mà, nhiều mẫu Hoa chung Hoa mặc được, không mọi người mặc được. Quần chấm bi này cũng rất là đẹp luôn, các bạn có thể mua quần chấm bi rời cũng được, mua set cũng được, mà mua rời cũng được, bởi vì là cái này mình kết hợp rất là dễ luôn. Cần quần chấm bi hàng Quảng Châu nhé, hàng đẹp luôn. Nay mình sale giá chỉ có 80k một quần thôi, quần chỉ có 80k thôi, nhưng mà các bạn mua từ hai sản phẩm trở lên thì mình mới ship nhé. Quần chấm bi lên này 80k này. Bạn nào chốt quần thì comment quần cho mình. Quần này thì các bạn từ 55, 40 đến 55 cân đổ lại mặc là ok. Chất cực kỳ là đẹp luôn, hàng ở châu xịn luôn. Bán giá chỉ có 80k một quần thôi mọi người nhé. Siêu đẹp luôn nha các chị nha. Áo ngắn này, đây này, áo ngắn này, Hoa mặc cái mà áo ngắn như này cũng rất là đẹp này. Đấy, mặc áo này mình có thể mặc với quần short, quần suông hoặc chân váy đều ok hết. Mà áo này rất là đẹp luôn, hàng phong thái của nó, không tiếp của nó đẹp lắm, chất của nó mát và hàng đẹp. Mã này giá chỉ có 80k một áo thôi, áo Liên Ly đang mặc là 80 và quần là 80, cả set Ly mặc là 160k nha. Ly mặc là áo phông tăm ấy, rất phong thái đẹp lắm. Cái này thì nó kiểu thể mặc lệch vai đấy các bạn, mặc lệch vai, lệch sang một bên cũng được này, để lệch như này cũng đẹp, để cổ tim cũng được, tùy ý khách nha. Rất là đẹp luôn, cái mã này chất của nó thì yên tâm luôn, chất đẹp và hàng thời trang. Áo 80, quần 80 nhé, cả set là 160k một set. Bạn nào chốt set này thì comment cho mình nhá, hoặc là thèm áo cũng được. Áo là 80 ạ, quần 80, quần suông nó là quần lụa, đũi quần đũi lụa đấy ạ. Bán siêu rẻ luôn, chẳng có nhà ai bán rẻ như thế này. Hoặc quần này họ bán rẻ nhất phải giá 95-100. Còn lụa hàng thời trang đẹp lắm, mã này là đẹp, đẹp cực kỳ luôn. Sáu mươi cân không vừa đâu chị ơi, mã này ạ. 60 cân, tí nữa chị đợi sang cái này thái đi, to mã khác. 60 cân chị đợi mã khác, đợi một lát nữa chị qua cái mẫu kia thì 60 cân. 60 cân chị bằng 60 cân áo không còn khóc các loại thì đấy mẫu. Có chị nào chốt áo thì comment áo nha, áo em vẫn bán rồi nhé mọi người nhé. Nó nhảy lại không bên. Có áo rồi không? Cái gì chị Hoa đang bảo gì? Có áo. Có áo rồi không cho chị cái. Chị mặc với cái quần hôm mưa nhỉ.
áo có màu khác không em? Chị Nhung Ngô cho chị áo áo trắng lúc nãy nhé. Rồi ok cho chị Hoa áo trắng. Áo trắng quần chấm bi. Áo trắng của Hoa này là chỉ có 50.000 thôi nhá. Áo trắng này là 50.000 thôi. Adidas trắng Adidas là 50k. Chị Nhung Ngô cho chị áo phông vàng và đen cổ phánh ngực. Mã này có đen không mẹ? Đây là kiểm tra rồi. Để em xem còn đen nữa không. Mã này thì đẹp lắm các chị ạ. Cái phông của nó là cái loại phông gip ấy. Phông gip rất là đẹp luôn mà chất mềm. Đẹp bền đẹp. Mã này có màu vàng này. Mẹ rất thích các màu đấy cho mọi người xem. Áo đẹp cực kỳ luôn, áo cao tốt mà mã này các chị không. Nói chung là rất là dễ mặc, các chị mặc với quần suông này. Chân váy này, sóc bò này. Rất là dễ mặc luôn. Có đen không ạ? Có đen mẹ mang về. Chị Nhung Ngô cho em số điện thoại với ạ. Mã này có trắng nhá các chị nhá, có cả trắng này. Mã xoắn ở ngực này có cả trắng này. Đen vàng đúng không? Đen vàng trắng có 3 màu. Mã này có đen vàng với trắng ạ. Chị Nhung Ngô cho em ghi lại số điện thoại đi ạ. Đây, mã Nhung đi mặc có đen vàng và trắng. Một vàng này, áo bao nhiêu tiền? 80k một áo. 80k một áo nha, hai áo là 160 ạ. 0979 này. Có vải trắng nhá các chị nhá. Chị giờ lấy trắng không em, trắng nghe. Vẫn còn đủ màu luôn. Trắng, đen, vàng. Thế thể hiện đâu 0979 này. Còn chị nào chốt mã này không nào? Chị nào chốt mã này comment. Chị Trần Huyền áo vàng dồn đơn nhé. Rồi ok chị Trần Huyền. Áo vàng dồn đơn ạ. 80k quá đẹp luôn nha. Em vẫn còn đủ màu nhá. Vẫn còn đủ màu trắng đen vàng này. Chị nào lấy comment cho em. Áo em mặc 3 màu trắng đen vàng nhá các chị nhá. 80k một áo. Mã này các chị 5556 cân mà ok luôn, từ 40 đến 55 cân thôi. Thoải mái. Co giãn nhưng mà nó cộng. Co giãn thoải mái. Các chị từ 50 cân. Đây quần này đang mặc quá đẹp đây. Quần này đang mặc rất là nhiều quần màu. Quần lụa đang mặc có nhiều màu lắm. Quần lụa đũi nhá, chỉ có 80k một quần thôi nhá mọi người nhá. Đẻ là 80k một quần đó, rất là đẹp luôn. Quần đũi rất là đẹp. Quần ly mặc có nhiều chấm bi này. Màu ly mặc này, màu đen này, màu đỏ đô này, màu xanh. Nói chung là nhiều, nhiều màu lắm, rất là nhiều màu luôn. Chị nào ưng màu xanh thì là comment màu xanh. Còn màu gì nữa thì mặc màu cho các bạn xem nhé. Ai chốt mẫu áo như ly mặc của chôm không thì đổi màu khác nhé. Qua màu khác nhé. Đổi ạ, à, em đổi mã. Qua mã khác nha, đi qua mã khác cho các bạn xem nha. Rất là nhiều nó vừa nhà nó vẫn đang xem phim nhé. Rất hay người xem phim.
phim sang đây tí chị Trần Huyền có rồi đấy. Đây nghe chị nha, chuyển sang mã này này các chị này. Mã này các chị mặc bệt vai hoặc là không bệt vai ok, quá xinh luôn. Mã này em có đủ màu luôn này. Đưa con đến không? Màu trắng này, màu đen này, màu vàng, màu đỏ này. Và kẻ như em mặc nhá, mã này các chị kể cả 60 cân quay đầu mà cũng được, nó co giãn thoải mái lắm. Các chị thông cảm nha, tại vì là người em vẫn còn yếu ấy, nên là đục nó rất là mệt. Nên em là ngồi em dơ màu cho các chị xem nhá, mọi người thông cảm giúp em ạ. Kẻ nhá các chị nha, kẻ này, vàng này, đỏ này, chất phông gít, phông tăm đẹp lắm ạ. Đen này, và trắng nhá mọi người nhá. Bốn tất cả là 5 màu. 5 màu luôn, 5 màu. Mã này mặc áo nha, cho các bạn từ 40 đến 57, 58 cân mặc cũng thoải mái luôn. Các chị rất là dễ phối đồ luôn đây. Em đứng lên cho các chị xem này, rất là dễ phối đồ. Đấy, mặc với quần suông như em đang mặc cũng rất là đẹp luôn. Quá xinh luôn nhá các chị nhá. Các chị có thể mua cả set ok. Phong gíp, phong tâm đẹp lắm, điệu xinh. Đấy. Chị nào lấy thì comment cho em. Mã luôn, hàng này là hàng phong gíp của nó ấy, đẹp lắm, chất zip đẹp lắm. Từ 40 cân đổ lên là mặc ok rồi nhá mọi người nhá. Co giãn chất, co giãn mạnh, rất là thích luôn. Đỏ, vàng, đen, trắng, kẻ ạ. Bạn nào chốt màu nào thì comment màu kèm số điện thoại cho mình để mình chốt nha. Đẹp luôn, mã này từ 40 đến tầm 55, 57 cân đổ lại mặc thoải mái luôn. Kể cả 60 cân mặc vẫn ok, vì cái chất này nó co giãn mạnh lắm. Hàng này thì chất của nó cũng đẹp luôn, mát. Đó là chất thông thái ấy. Đẹp lắm. Bạn nào lấy màu nào thì comment, comment màu kèm số điện thoại nhé. Có bạn nào chốt màu này không ạ? Mã này không ạ? Bạn nào chốt mã này không comment cho mình nhá. Video hỏi bao nhiêu? 80k một áo nha, 80k một áo ạ. Có 5 màu ạ, kẻ và màu đỏ, màu vàng, màu đen, màu trắng nha. Áo bẹp vai rất là xinh luôn, áo bẹp vai chất là chất thông tiếp nhá. Hàng thái của nó chất đẹp lắm. Hàng này các bạn mặc đi đọc chất luôn ạ. Cảm ơn Duyên Duyên nha. Ly thì cũng chưa được khỏe lắm đây, vẫn được yếu, nhưng mà lâu lắm rồi không lên gặp các chị, giờ để lâu quá các chị quên mất Ly. Em cũng nên sóng để gặp các chị đỡ nhiều thôi, nhưng mà chưa được khỏe lắm. Mọi người thông cảm nha, tại vì là người em nó chưa kiểu nó chưa được kiểu hẳn đấy, nên là em sẽ ngồi dơ mẫu cho mọi người xem nha. Em sẽ mặc mẫu dơ màu cho mọi người xem ạ. Quần đi mặc là 80k, áo 80k cho chị đi trang một cái kẻ. Rồi ok, em chốt kẻ cho chị đi trang ạ. Còn chị nào lấy nó không ạ? Em vẫn còn đủ màu nhá. Màu đỏ này các chị này, màu vàng, màu đen, màu trắng và kẻ như em đang mặc. Bạn nào chốt quần thì chốt quần kèm số điện thoại nhé. Quần lụa mình sale chỉ có 80k thôi ạ. Quần này thì cho các bạn từ 40 đến tầm 60 cân mặc vẫn thoải mái. Nó là dáng suông rộng rãi thoải mái luôn, rất là đẹp. Mình mẫu đi mà cái màu màu vàng đi. Mặc màu trắng đi. Màu trắng mọi người xem, màu trắng mặc lên đẹp lắm. Mà cái màu trắng đó mọi người xem này. Đẹp lắm, chất này của nó mà đẹp. Chị Duyên Nguyễn. Duyên Nguyễn mua gì thì ủng hộ cho Ly nha. Thì Duyên Nguyễn đây là cái đơn hàng ngày trước ấy, chị đi làm ở công ty ấy. Không biết, không nhớ không? Chị nhiệt tình. Bi ủng mãi chứ sao được chị.
Kim hỏi có quần váy không em. Anh Kim ơi, có quần váy anh Kim ạ, hôm nay nhiều mẫu quần váy đẹp lắm. Hôm nay quá nhiều mẫu quần váy luôn. Chị lấy nhiều mẫu quần váy các đủ các màu luôn. Đấy, cái quần của chị em bán mà. Quần này mà còn nóng cho mua đồ cho mình nóng. Đây này quần đũi này chị này chất đũi thì nó mát. Đấy, xuông cũng đẹp. Váy thì đẹp thế. Váy mặc kia đã mặc được. Đi chơi với chị mình bán hàng mà không được gọn. Chị mặc được bây giờ. Vâng, váy nhỏ màu trắng này các chị này. 130 chị ạ. Lấy nhiều thế à? Màu trắng ấy, quần đũi đầy màu. Cái áo dây còn đũi thì thế nó lưng rồi thì bao nhiêu lắm. Màu trắng nhìn nó hơi chói một tí. Đẹp, trắng đẹp mà. Trắng. Chỗ nào này, cái người mẫu này, cũng là hơi nhỏ tí thôi. Chân là to, chân ấy thì đẹp luôn nhỉ. Mẹ ơi. Màu trắng này rất là đẹp mọi người ơi, có ai chốt màu trắng không ạ? Trắng nha. Áo li mặc trắng này, đen ạ, trắng đen đỏ, trắng đen đỏ vàng và kẻ nha, 5 màu ạ, có bạn nào chốt không ạ? 80k một áo nhá, cho các bạn từ 40 đến 57 cân đổ lại mặc là ok nhá, rất là đẹp luôn, hàng này là hàng không vip hàng Thái luôn. Lưu Thị Vi Đoàn cho chị một áo kẻ nhé. Lưu Thị Vi Đoàn ơi, em lấy áo comment áo kèm số điện thoại cho chị để chị chốt nhá. Hàng Vũ, em lên màu quần 60kg mặc để chị lấy mấy cái áo à, lấy mấy cái rồi ok. Hàng Vũ ơi, đợi một tí nhá. Trà Nhi Cẩm Phương nhé. Dạ, đang mặc cái này có màu gì rồi gì? Đang mặc đấy có 4 màu để em xem. Đây đi đâu. Ở đây quần đẹp hay đi mà. Đấy, cái này đẩy mẹ luôn nè. Chị ạ, của em khác hẳn của chị. Dạ, chất cái ưng này cho em xem. Đúng lắm mà mặc chán lắm, mua trên này có lấy em 27 đúng lâu đấy. 25 người chán rồi. Cái này cho đông mặc cái đen đấy. Đúng đấy, cái này người đang Facebook quá, chỉ vừa ngắm mất tiêu. Rồi ok, em cho chị Lưu Thị Phi Đoàn một kẻ này. Các chị có đơn rồi cố gắng chọn cho em từ 2 sản phẩm trở lên nhé. Nếu mà chiều nay các chị có thể chưa chọn được 2 sản phẩm thì tối vào xe giúp em nha. Có nhiều zoom đẹp lắm chị Hoa. Có cả zoom, có nhiều mẫu. 0974. Bật điều hòa đóng cửa vào. Bộ lanh cho mẹ. Bộ lanh thì hình như là nhà em hết tuổi ấy. Em ở Tuyên Quang chị Hằng Vũ ơi. Còn chị nào lấy áo này nữa không ạ? Chị nào lấy áo này thì comment cho em nha để em qua mẫu ạ. Cái áo lấy đẹp kìa, mặc cái đấy với quần chuông ấy.
Đây. Nào đấy bác có quần suông hợp lắm. Vâng, đây bác thử luôn đấy. Wow. Mẹ ơi, nhìn kìa bà đẹp kìa. Chào Huyền Nguyễn nha. Quần váy đi rồi, ok đi Trang. Để Ly xong đi mặc quần váy nhá. Chị xem quần váy mới rồi. Ly ơi, con thử mấy mã quần váy cho các chị xem. Ly vẫn còn yếu đấy, các chị thông cảm nhé, chưa nói được nhiều ấy. Vẫn phải kiêng nói một thời gian nữa. Người vẫn còn hơi yếu nhưng mà để lâu các chị mọi người ai cũng bảo chị không bán hàng để lâu quá thì nó khách sợ mất khách ấy, nên là phải bán hàng. Có tuột quá là phải bán hàng chứ chỉ có bán được ở nhà chứ không không lên sóng bán cho các chị được. Có tuột quá các chị cứ nhắc và chị không bán mất khách thế là sốt ruột phải nên bán đi. Ly vẫn còn người yếu đấy, vẫn thảo mặc cái đấy sẽ thích à, nhẹ không chị? Nhẹ nó xương lắm đấy, mát quần đấy. Quần của chị sờ nó sụt soạt thì nó náo. Em đi chọn, em chọn kỹ lắm, thật sự là mình đi chọn này, chọn phải chọn kỹ lắm, chọn xem cái mùa hè chất nào nó mát, chất nào nó phù hợp và nhẹ. Cái này cũng không là rẻ nhưng mà phải còn 30.000 rồi. Vâng, rẻ nhưng phải đẹp hơn. Cái đấy thì chỉ trụ nó trụ tầm mấy cân thì mặc được. Trụ mấy cân đấy. Vâng, mấy cân thì mặc đẹp. Hằng Vũ chỗ nào Tuyên Quang đấy em? Hằng Vũ ơi, nhà mình ở km 24 đường Hàm Yên Tuyên Quang nhá. Đúng km 24 ạ, đúng ngã ba luôn ạ. Đây đi qua các mã quần váy cho các chị xem nhá. Nhiều quần váy đẹp, áo dây rồi nói chung là mã nó nhiều lắm. Không thể. Đấy là quá nhiều mã quần váy xinh luôn. Đây là váy lật bóc của mẹ. Vâng ạ, mẹ xin ạ. Rồi, xin. Xin cảm ơn nha. Nhi đi chơi tinh mít à? Không ở nhà chơi với Mỹ Anh à? Thế anh ngồi bên kia con. Có size hàng đấy đủ size hả? Có kiểm tra thì có size S, M, L, XL. Đây quần váy đây nhá mọi người ơi. Quần váy siêu xinh này, chất vải mềm đẹp lắm. Mã này có 3 màu đấy, có chấm bi trắng, chấm bi đen và màu đen. Mã như Ly đang mặc đấy. Đủ quần váy nhá, chị nhá, bên trong là quần này. Bên trong là quần nhá, bên ngoài là váy. Đó là quần váy. Rất là tinh luôn, mã này mình mặc nó tiện đấy, bởi vì nó là ở bên trong nó có quần ấy, nó rất là tiện luôn. Đây có bi đen ạ, bi đen này. Có bi trắng nhá. Toàn hàng xịn luôn này, hàng châu rất xịn lắm, rất là đẹp luôn. Có size cho các bạn từ 40 cân đến khoảng 55 cân. Size L thì 55 cân, size ly cao 1m6 50 cân là mặc size M. Các chị từ 55 cân đổ lại thì mặc size L nhá. Đây. Đây có màu bi trắng này. Có bi đen. Mềm đẹp lắm, mã này thì nó chất của nó cực kỳ là mềm luôn, rủ mềm đẹp. Đây. 130k một váy ạ, 130k nhá, 130k một chân váy nha, một quần váy. Rồi, Nga ơi, đợi một tí cô giơ áo dây nhá. Đây có chị nào chốt không ạ? Cho cháu xem cái áo dây này. Đây quần váy siêu xinh đây, cho chị bộ váy đen áo trắng cho con gái chị nữa, chị Nhung Ngô. Chị Nhung Ngô này có đơn này. Có đơn rồi. Con gái chị Nhung Ngô bao nhiêu cân? Con gái Nhung Ngô bao nhiêu cân để mình chọn size? Quá đẹp luôn nha các chị nha. Xinh lắm, mã này thì quá xinh luôn. Ai có thể mặc được, các chị mặc đều xinh hết. Mã này đi chơi, đi đám cưới, đi là đều đẹp ấy. Mang kẹp tóc của em chị. Có chấm bi trắng, chấm bi đen và màu đen. Mã này, riêng mã này nó nhiều lắm. 4 là Nhung Ngô 42 cân thì mặc size nhỏ nhất. Quần size S. Quần size S thôi. Con xin đứng đây để mẹ lấy size. Đây con nhìn thấy rồi. Quần size S thôi. Rồi ok, nào mình ăn đứng lên con. Rồi cho Nhung Ngô một áo trắng và một quần size S nhá. Đây quần size S đây. Rất là xinh luôn.
Lưu Thị Vân cho chị xem shop bò đi em, chọn luôn cùng nhé. Rồi ok, qua mã này rồi chọn sang shop bò nhé. Đấy, nhiều mã váy đẹp lắm. Nguyễn Thủy váy chấm bi theo bao nhiêu một cái tốt? Nguyễn Thủy ơi, váy chấm bi là 130k một cái nhá. Váy đấy cho các bạn từ 47 cân tốt vàng đó. Áo vàng đấy, vàng đấy, vàng khác. Em mặc luôn vàng này. Vàng này vừa ấy rồi. Cái áo vàng không tốt tốt như thế này. Đấy, bác Thảo là một đôi mà chất mát. Nhưng mà nặng thì tiếng á. Nhưng mà rẻ áo chẳng ai bán dưới 100.000 thì mình đã 80.000 một quần. Không nọ bảo ấy ạ, ui giời, tao một quần lỡ cái quần đùi đã không nó 80.000 rồi. Người nó đẹp thật đấy. Người nó vừa, nó họ lấy được rồi, em cho luôn đây nha. Dạ. Ai lấy được em cho luôn đây nha. Vâng ạ. Chào Tình Nguyễn nha. Người mẫu này vẫn còn đang yếu quá nên là chưa phát triển khỏe. Sóc bò đấy nha các chị nha. Đây sóc bò này. Hàng này có size từ L 1 L 1X và 2X cho các bạn từ không đấy, phải không Ly? Đúng rồi đấy, hàng này hàng hàng đẹp, hàng này hàng hàng nhật ý, hàng xịn đó. Váy à, lấy được váy à? Vâng, cái này là 9 triệu. Mẹ ơi, váy, váy cúc, mẹ váy cúc kìa. Cái này có đủ size lờ. Tôi đi em mặc một bộ dây. Có mặc phải áo dây kể cái này. Đi qua mẫu khác nhé. Đây này. Cậu ơi, đây này. Cậu ơi, các cậu ra ngoài kia chơi đi. Mỹ Anh ngồi đây đổ cái cây cấy của mẹ bây giờ. Đang phải trông có ngân hàng nhỉ. Vâng, phải muốn nghỉ đợi đâu quá chứ. Bán Lưu Thị Vi Đoàn ơi, quần sóc bò này mình có size từ size L đến 2XL cho các bạn từ 45 đến khoảng 57, 58 cân mặc nhé. Quần sóc bò này là 120k một quần. Quần này là hàng đẹp nhá. Đây nha, quần sóc bò nhá mọi người nhá. Hàng này là hàng xịn nhá, luôn hàng này là hàng giãn, hàng xịn nhá, không phải hàng rẻ. Chất của nó này rất là co giãn thoải mái luôn, hàng cặp cao bao mặc ok đẹp luôn nhá mọi người nhá. Quần cặp cao bao mặc đẹp luôn, hàng siêu đẹp này. Chị nào lấy comment chiều cao cân nặng đến tư vấn size nhá mọi người nhá. Đây màu của hàng nó là nó màu là hàng xịn đấy, hàng xuất màu nhật xanh sáng rất là trẻ luôn. Đấy, rất là đẹp luôn nha. Em có cả hàng cào và hàng không cào, hàng bò chun giấy, nói chung đủ mẫu hết. Em sẽ like cái mã này trước, chị nào ưng mã này thì comment chiều cao cân nặng vào để em tư vấn size, chọn size cho phù hợp nha mọi người nhá. Nhi ơi, đơn của em nọ chị gọi nhiều lần không thấy em nghe máy ấy, nên là chị xả ra rồi, em chọn lại nhá. Có cái vẫn còn ở đây đấy. Hôm nay gọi mấy cuộc mà gọi mấy lần mà không thấy em nghe máy ấy. Cho chị một cái quần váy đen áo trắng cho cô gái 35 kg.
35 cân thì chắc là bé quá nhỉ. Chị gọi cách đây cũng lâu rồi, từ ngày mà từ đợt mà em mới chốt hàng đấy cơ. Bảo là cho chị một cái quần váy đen và áo trắng cho bé 35 cân chứ không thừa đâu. Ai? 35 cân. 58 cân có quần bò đùi xoay vừa nhá. Mẹ trả lời bên mọi người ta. Mẹ có nhìn thấy những cái đấy đâu? Đây này. Không nhìn thấy đây đây. Bò đùi nó size lớn hơn 58 cân. 58 cân có nha Thuy Nguyễn ơi. Không, mẹ lướt nhanh nhé, mẹ phải trả lời từng người. Đây này. Đấy cái đấy mẹ trả lời chị rồi. Bao nhiêu sóc bò ạ à, các thứ chẳng biết. Bò là 120k trả lời khách thôi mà. Lưu Thị Vi Đoàn 54 kg. À nào, cao 1m54, 55 cân vừa nhá Lưu Thị Vi Đoàn ơi, cái hàng này nó co giãn. Hàng này hàng xịn là mình chọn sai. Rồi thì nếu mà chị lấy thì comment là quần 120k thì mình chọn size nhá. Có size cho em size L, 1X và 2X nhá. Chị vẫn phải gọi lại để chốt đấy Nhi. Tại là bao giờ chị trước khi gửi đơn chị đều phải gọi lại cho khách. Rất là ngại khi gửi mà không khách chưa đồng ý gửi là chị không dám gửi đâu. Mình chị Mai lại gửi lại chị ấy. Nếu mà em đồng ý thì mai chị lại gọi chốt đơn cho em, bởi vì đơn của em vẫn còn. Hôm nay có áo với quần. À bây giờ về nhiều mã quần mới lắm, em có chọn mã nào thì chọn, bởi vì quần váy lần này chị về rất là nhiều mã quần mới. Có bạn nào chốt quần bò này không ạ? Hàng này hàng xuất nên là hàng xịn nên là nó có giá 120k chứ không phải cái hàng 70-80k như mọi khi bán. Hàng này nó là hàng có giãn chất xịn luôn. Hàng này ngoài thị trường mọi người bán còn hơn 200k một quần nữa. Hàng Quảng Châu mà nó là hàng xuất ý. Quảng Châu nhưng nó là hàng xuất xịn luôn. Đấy, hàng rất là đẹp luôn. Mọi người mặc thì thoải mái bởi vì nó không bị ngắn, cạp cao và nó co giãn ý. Chất bò mềm mà co giãn. Đẹp lắm này, nó co giãn cực kỳ sướng luôn. Đây, các bạn nào chốt quần này không, cho quần này mình có size cho các bạn từ 45 đến khoảng 57, 58 cân đổi lại mặc nó ok nha. Rất là đẹp luôn ạ. Màu của nó cũng đẹp luôn, các bạn mặc dễ kết hợp lắm. Màu đẹp. Cái mà mẹ quần này cũng không có đúng. 54 cân thì em mặc size 1X. Còn dưới 50 cân thì mặc size L. Bác đeo túi nữa thì bác còn cần gì túi nữa. Bác muốn một tiền của đỡ phải cái túi kia. Chị đeo cái túi vào. Vâng. Cái này lại không có túi. Nó có tiếng xuông này, nó không may túi vì nó nếu may túi nó cộ với chị. Đây là cái túi mình rút tiền nó làm rơi thôi. Còn quần nó lỏng mà. Đấy. Có bạn nào chốt quần bò này không? Không di chuyển có mẫu quần bò khác nhé, di chuyển mã khác đi con ơi. Cái này chắc bắt. Rồi ok, Lưu Thị Vi Đoàn chị có đơn ở đây rồi chẳng hạn. Chị Phương Loan một quần bò này. Quần váy kiểu khác đi. Rồi ok Vi Trang, chị Phương Loan có đơn chưa? Chưa. Phương Loan ơi, một quần bò thì em quần kèm số điện thoại cho chị để chị chốt nhá Phương Loan ơi. Mẹ ơi mẹ. 52 cân cao 1m bao nhiêu ạ? Alo, chị Phương Loan. Phương Loan. Đây 60 cân thì chị mặc những cái mã váy như này này đẹp này. Đấy, 60 cân mặc những cái mã váy đấy. Chị Phương Loan ơi, 52 cân. 52 cao 1m bao nhiêu hả chị? Váy chấm bi treo tường đấy thì các chị tầm khoảng 46 cân quay đầu thôi. Áo em đang mặc không có size đâu các chị ạ. Áo một size. Các chị tầm khoảng 53 cân quay đầu mặc ok. Quần lót thì bao tiền được không em? 20 nghìn. Vâng, mã như cái mã đấy đều ở đấy đều 20 nghìn hết. Cái con đang mặc cho ai?
Chị đến 54 cân. Bạn đấy vẫn còn đấy. Anh Thu Lê áo em đang cầm ý bao nhiêu? Cái gì nhỉ? Anh Thu Lê chị hỏi áo đâu? Áo em đang cầm 52 cân thì mặc XL thôi này. Tổng mét 57 thế mà mặc XL. Cảm ơn Huệ nha, Ly đỡ rồi. Mai chị gửi hàng cho Huệ nhá, Huệ nhá. Lát nữa chị dơ đồ của Huệ cho Huệ xem luôn. Huệ dạo này thay ẩy đại diện xinh đấy. Đấy, phải kiêng nhưng mà sốt ruột quá nên là phải lên sóng để phục vụ các chị. Không dám nói nhiều, có gì thì sai sót các chị thông cảm nhé. Nhiều mã quần, nhiều mã hàng rất là đẹp luôn mà. Đây mình còn một size L nhé, mình còn một quần bò size L 120k. Huệ có thích mã này không Huệ ơi? Huệ thích mã này không này? Mã này cũng xinh 120k. Anh Thu Lê và váy màu da em vừa cầm đó. À váy màu da Ly vừa cầm là 150k. Quần sóc bò này là 120k nhé Nguyễn Phương ơi. Hàng này nó là hàng của châu thị luôn. Hàng xuất của nó, hàng này nó đẹp. Châu thị mình còn một size L để cho các bạn từ 50 cân đổi lại mặc này. Chị Phương Lan cho em chưa ạ? Em cao 1m87 nặng 52 cân. Chốt rồi, chị chốt cho Phương Lan rồi mà. Phương Loan rồi, chị chốt cho Phương Loan rồi không không đúng. Rồi ok em, chị chốt rồi, chị chốt cho em một size rồi nhá. Đẹp đẹp với 2 quần. Vâng. 1m57 52 cân. Rồi. Anh Minh áo Ly mặc vừa mặc thế nào ạ? À áo Ly vừa mặc là hàng thái hàng kẻ, phải Ly vừa mặc cái này. Cái này là 60k luôn mọi người ơi. Bán siêu rẻ nhá. Nguyễn Phương lấy quần hay sao ấy? Nguyễn Phương em một quần, Nguyễn Phương có đơn là em. Quần này đẹp mà. Quần này đẹp lắm. Quần đẹp lắm chị ạ. Quần này, đây này, này, nó giống như cái hàng mình mặc này này. Nhưng lâu lắm rồi mà vẫn mặc suốt luôn. Vẫn chị Nguyễn Phương ơi đây. Béo. Chị lấy size gì cho em vậy ạ? À? Chị Lưu Thị Vi Đoàn lấy size 2X. 46 cân mặc vừa rồi, ok chốt quần cho chị Nguyễn Phương này. Cái này thì dưới 50 cân thôi nhá chị nhá, size L dưới 50 cân. Áo phở ly size 60 cân cao 1m58 nếu vừa lấy váy chị 60 cân 1m58 vừa váy ạ. Chị Anh Thu Lê nếu mà lấy váy thì cho em ghi số điện thoại này. Váy quá đẹp luôn. Đẹp lắm. Vừa chị ơi, áo em mặc thì có một size thôi. Áo này có một size rồi đấy. Áo chỉ có 60k hết nhá. Áo đủ màu luôn. Không rộng chị ơi. Ơi. Tại vì là quần này nó có size bắt đầu từ size L. Nó không có SML đâu. XL và 2XL. Nghĩa là nó tương đương với SML ấy chị. Đấy, nó là size L, size XL và size 2XL. Yên tâm các bạn cứ comment số cân thì mình chọn chuẩn cho. Chị Anh Thu Lê ơi, lấy váy thì cho em xin số điện thoại nhá. Chị vừa thoải mái đẹp luôn nha, chất đẹp lắm. Chị cái gì vừa lấy quần ấy con đọc số điện thoại mẹ nó. Chị Nguyễn Phương. 01644 Nguyễn Phương. Chị ơi, một quần này với hai quần nó. 644 174 01644 174 đây nhá. 370 đi ở đây tí nước tối đấy nhá. Không ngại qua kia đấy bảo một áo để lượn từ đó sang bên kia ngại quá. Chị Anh Minh lấy áo rồi ok chị ơi. Anh Minh gọi lẻ nhau tí. Để cháu cái giống đi nhé, chiều cháu ra thử. Ôi rồi ok nhiều lắm. Hai ít không rộng chị ơi. Yên tâm là không rộng nha. Mình có chị mình Anh Minh lấy áo này. Anh Minh lấy áo. Xếp số 21 cho chị nhé, lát chị inbox số điện thoại cho em. Chị qua lấy giúp em nhá. Mình không đi ship được đâu nha. Nhà em không hạ ship. Có ai đi qua nhà thì gửi có ai đi chị qua nhá. Chị bảo đi qua lấy giúp em. Đây thì ai chẳng biết nhà chị. Chị Anh Minh này. Không, chị Anh Thu Lê 09757 58288 8288
cầm là 150k nhá. Cho các bạn từ 45 đến 60 cân mặc thoải mái luôn. Đi đến cây ở đây cho mẹ. Đầm ly cầm là 150k. Các bạn từ 45 đến 60 cân nhá. Nó là đầm xuông, rất là dễ mặc luôn. Cô ơi, váy treo ở trên nhỏ lắm, cho các bạn từ 47 cân đổ lại mặc được thôi. Váy ngủ có nhá, Thu Hậu Nguyễn ơi, váy ngủ có. Quần ly đang mặc lúc nãy cơ mà, lúc nãy là quần gặp chú ái chứ đúng không? Quần bây giờ là còn gặp chú. Chị anh Thu Lê á? Chị lấy cái váy đen nè. Anh Thu Lê ơi, nhờ ai đi qua lấy hộ chị với nhá. Ship Hà Nội bao nhiêu tiền? Trần Huyền ơi, nhà mình tất cả các đơn hàng mình ship trên toàn quốc là chỉ một đơn, mỗi đơn hàng là 30k. Nguyễn Phương chỉ bảo chị 53 cân cơ đấy, chị mặc cái size L không vừa đâu. Ba cân đấy, bảo chị chọn mẫu khác đi. Nhiều mẫu mà, còn nhiều mẫu. Quần bò nhiều mẫu. Quần này thì chỉ có 9.000 quần. Sao? Quần em đang mặc là quần cặp chun này. Mẹ chốt cho chị anh Thu Lê đi. Tốt gì ở số này. Hãy hát đậu chân tin hậu tiên tân hậu. Thôi chị đang 3 cân không đủ. Quần hào hậu. Rồi Nguyễn Phương chọn quần tốt đi. Quần hào hậu. 3 cân size L chắc không vừa đâu. Nếu mà 53 cân cao trên 1m6 3 cân bằng XL. Chị XL không biết là bao nhiêu cân. Chả biết được mẹ. Mama. Chị cái gì đoàn đấy? Chị vi đoàn đấy thì chị 50 cân thôi. Xe to nhất là để chị đoàn. Chị 50 cân. Đây nha, chị nha, tiếp vào cặp chun này. Lấy bò này size to nhất. Quần này là một size nhá chị nhá. Bò này thì các chị tầm khoảng 54 cân quay đầu mặc ok. Một size 45 đến 54, 55 cân quay đầu mặc ok nhá. 80k quần này thì có đá này. Cái phần này là đính đá này chị này. Anh Thu Lê ở mai bố đi qua đấy và bố mang chị. Chị bảo gọi chị 21 à. Chị 21 cho chị. Đấy. Quần này là quần đá. Anh Thu Lê ơi, mai anh công nhà chị đi qua, chị thì bảo ông cho em lấy được. Sáng mai có ở nhà không? 21 thì gửi. 21 thì mấy anh gửi được nhiều người mà ai gửi. Điện khoa. Chị nào lấy quần này thì comment này. Chị lấy bộ này size to nhất. Bò này size to nhất. Vậy ạ. Váy đằng sau thì chỉ 46 cân quay đầu mặc vừa thôi ạ. Em không vừa cái váy đấy. Nguyễn Hoa, váy đằng sau cho cô xem với. Váy đằng sau thì các bạn ơi, chỉ từ 47 cân đổ lại, 46, 47 cân đổ lại. Bà chị lấy một đôi cái này. Ờ, cái này bán sale cho các chị, bán vẫn là 90 đi, được không? Hay là 80? 90. Nhầm. Mẹ ơi, con nào nguyên? 90.000 em nhầm ạ. Mẹ ơi, mẹ, con nào nguyên chết? Bò giấy nhá, các chị nhá, 90k nhá, bò giấy này, rất là đẹp. Hàng một size các chị tầm khoảng 54-55 cân quay có đầu. Có cả bò giấy rẻ hơn 70.000. Nó có mấy loại cơ. Có cả loại trơn nữa. Loại trơn là loại 70. Hàng một size chị Huệ ạ. Hàng một size.
một đôi nhé cho con nhà chị size nhỏ nhất. Hàng này một size vậy ạ. Các bạn từ 55 cân đổ lại mặc là được. Chị Huệ giờ có lại 54 cân nè, chị Huệ lại giảm cân rồi này. Các con chị ấy. Hoa. Quần này là 90.000 một quần nhé các bạn ơi. Hàng đá này là 90.000 một quần ạ. À. Hàng đính đá này là 90.000 một quần nhé. Quần này cho các bạn từ 55 56 cân đổ lại mặc các được nhỉ. Em mẹ thử coi. Quần này rộng rãi mà mặc sướng lắm. Mẹ không vừa luôn. Mẹ không vừa đâu. Từ 55 56 thôi mẹ chẳng đi cân mặc. Thôi. Mặc lồng nhưng mà thôi. Nó chỉ từ 55 cân đổ lại 55 56 cân thôi là nó rộng rãi. Từ 60 cân mặc. Trời. Váy đằng sau là 130. Váy đằng sau là 130 cao váy nha Nguyễn Hoa ơi. Váy cánh tiên. Nhưng mình còn hai cái đấy size nhỏ thì cho các bạn từ 46 45 46 cân đổ lại thôi. Chị nào lấy quần này comment cho em nhé. 90k một quần thôi nhá các chị nhá, 90k này. Bạn nào lấy quần thì comment là quần đá cho mình nhé. Quần đá 90k, còn có một mã quần giấy 70k nữa này. Anh ơi sao rút thế? À, nó có cả mẫu khác đó chị ạ. Nhiều lắm. Em nhà em lần này lấy mấy chục mẫu quần bò với nhiều lắm. Chị nào lấy váy đằng sau thì có thể comment cho em biết. Em ơi con xếp hết túi bóng rồi và cho mẹ cái nó bay tung vé này. Đây chị ơi có cả cái mã này nữa này. Đây cái mã này thì có 60.000 một quần. Mã này 60k này các chị này. Quần giấy mã này là 60k cho các chị từ cũng từ năm từ 40 đến 55 56 cân 60 cân mặc được cái này rộng. Áo em còn nhá. Nếu mà tối nay à nếu mà chiều nay các chị chưa chọn được đủ hai sản phẩm trở lên thì tối nay có thể vào xem chọn giúp em nha, để mai em gửi hàng ạ. À. Quần này là 60k nhá chị nhá. Quần này 60 này. Bỏ giấy xếp mắt chân. Ngày mai đấy về làm gì nó giống cái mã này mà. Cũng hàng 60 nhưng nó vách gấu này, gấu nó tua tua gấu này. Đây. Quần này là bò giấy nhá, hàng này là 60k này. Chất mềm thích cực kỳ luôn người. Đây là thêu nhá. Hàng này không có size đâu, một size thôi. Đây về cái lấy size thì có cái hàng này, hàng 70 này. Hàng 70 này có size SML. Bò giấy này, cái hàng này thì có size SML này. À, chị Huệ lấy cái này cho đẹp à? Ừ đây này, Huệ mặc cái này đẹp này. Hàng vừa tiền nhưng chất thích cực kỳ luôn các bạn ạ. Đây này, vừa tiền nhưng chất bò nên các bạn xem sát của nó nhé. Co giãn thích cực kỳ luôn này, mã này. Thôi đi ra đi ra. Nhìn được đường kim mũi chỉ của may cực kỳ là đẹp luôn. Hàng đẹp lắm. Này, hình này của nó là thêu nhé. Chất bò nó là bò giấy, nó mềm mặc sướng thịt luôn. Nếu các bạn từ 40 đến mặc tầm 55 56 cân mặc thoải mái luôn. Hàng này không có size đâu. Em đâu cho anh đánh như thế, em đánh em không ngắn đâu vậy ạ. Bò này không ngắn đâu, mặc thoải mái luôn đây. Chị biết được sao em? Cái này mặc thoải mái luôn, không bị ngắn đâu. Em đâu cho em còn đánh chị như thế. Tí Ly mặc thử cho xem. Để sao em không được như thế không nha. Huệ cho em cái này à? Huệ lấy cái này, lấy một đôi hay lấy một cái? Đây. Chất thích cực luôn nha, co giãn này. Hàng này đẹp lắm. Chào Bảo Châu nha. Chào Bảo Châu nha. Hôm nay rảnh vào xem live của chị à? Mua ủng hộ chị đi, từ hôm đi nghỉ đến giờ về đó, hôm nay mới lên sóng trở lại được cái này. Huệ lên Huệ. À, có quần bò ngố không? Có quần bò ngố nhá Dương Hòa ơi. Cho chị cái đấy. Nhé, đây này bảo chị Huệ lấy cái vest này đấy. Huệ lấy cái vest này. Cái này không? Chị Huệ lấy cái vest từ cái em đang mặc này này. Ơ, sao lắm hơi Huệ đấy. Chị nhớ Huệ lên Huệ lên. Mấy cái nick cơ à? Đây chị lấy một cái vest, một cái em đang mặc này này đẹp này. Đứng im ở đấy. À,
thằng Bùi ơi, bò đi là... sao lại vào đấy đứng nghe đang cầm là 60k. Bò như Ly đang mặc là 90k nhá, bò đá này. Cái này nó đá này. Bò đá là 90k, còn bò giấy em đang cầm là 60k này các chị này. 60k. Rất là nhiều mẫu luôn, bò giấy thì nó có nhiều mẫu lắm. Mềm mềm đẹp. Chất bò mềm đẹp. Thì luôn chất bò giấy mỏng mềm đẹp lắm đây. Có mã này này. Có một mã là 70k. Mã này thì là 70. 70 thì có size SML. Rồi ok. Cho chị một cái rách, một cái như con đang mặc. Đây. Đây cái hàng này. Đấy, cái hàng 70 đấy, thích khắp đây này cơ cho các chị xem. 70 có hai màu sáng và màu tối, có size SML. Hàng 70 này các chị này. Từ 60, từ 40 đến 60 cân đổ lại. Đây, hàng 70 có hai màu nhá. Cái hàng 70 này có hai màu, có size SML cho các bạn từ 40 đến 60 cân nhá. Hùng lấy chị của em đưa cho em, chị anh đưa cho em ngay con. Rồi chị đưa rồi kìa. Rồi Huệ một đôi rồi nhá. Cái rách chị lấy hai cái, à rách Huệ lấy hai cái rách rồi ok Huệ. Huệ lấy hai cái rách này thì, để hai cái rách này mặc thích lắm rồi ạ, 60k nhưng mà chất bò mềm đẹp lắm. Có chị nào lấy bò giấy này nữa không này, có chị này hàng 70 này, hàng 70 này thì có size. Có màu đậm với lại màu nhạt ạ. À. Đá một cái rồi ok, đá một cái, rách hai cái. Em đứng bút vào vào. Mã bò giấy hàng 70 đây là hàng có size SML cho các bạn từ 40 đến 60 cân. Size L thì 60 cân mặc là ok bởi vì cái hàng này nó chất cực kỳ mềm đẹp luôn. Đây. Bò giấy đây mềm mỏng đẹp lắm. Mới bây giờ nó hàng hàng lanh lụa ấy, nó là lụa, con lụa đẹp lắm, chất đẹp. Rồi ok Hoa nha. Phương Loan này em bao nhiêu cân nhở? Phương Loan này bao nhiêu cân nhỉ? Nếu mà chị từ 50 cân đổ lại thì đổi cho chị ấy kia một cái quần. Đấy là chốt cho chị cái size 1X. Size 1X thì không sao mà hứa. Phương chị 53 cân. Đây quần 70 đây nhá, Ly mặc size M này. Ừ, size M hơi chật. Ly 50 cân mặc size M. Thế thì chị tầm từ 55 cân đổ lại nhỉ? Size L là 55 cân. Size M là 50 cân, còn size S là từ dưới 50 cân rồi. Đây quần này là quần Ly mặc đấy, bò 70k nhá. Nó bò giấy, thằng này thì có size, chất thích cực kỳ luôn mọi người ạ, mềm lắm, nói chung là nó mỏng. Nó có cả màu sáng và màu tối đấy, Ly mặc là màu tối. Còn màu này là màu sáng này, đấy, có hai màu, một sáng và một tối. Mã này SML 70k một quần, các bạn là comment màu nhá, màu sáng hoặc tối với kèm size cho mình nhá. Size S thì dưới 47 cân, size M thì dưới 50 cân, còn size L dưới 55 cân. Nguyễn Hoa thích cái váy màu vàng ạ, à? Đây này. Chẳng biết gọi, chắc này nó là von lụa đúng không? À, từ,
cái này nhỏ nhá, các em từ 45-46 cân đổ lại mặc đây. Đây em xem gần này, chất thì cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, mình thấy các shop khác bán phải tầm hơn 200, còn bình thường mọi line bán thì rẻ nhất họ bán từ 108 trở lại ấy. Không thấy ai bán rẻ hơn đâu, mình còn hai size nhỏ ấy, sale bằng vốn luôn đấy. Còn hai size nhỏ này sale 130.000 một váy thôi. Nhưng mà các bạn còn hai size này nhỏ lắm, chỉ từ 45-46 cân đổ lại thôi nhá. Ly 50 cân mà không vừa nên không thử được cho khách xem. Đây, dáng cánh tiên này là đang hot luôn, rất là đẹp luôn. Đằng sau đây. Đấy. Đâu chị một size S màu sáng cho con. À Huệ lấy một size S này màu sáng hàng 70 này. Đẹp mà. Đẹp lắm, chất mỏng thích cực thế này ạ. Mặc mờ đi con chị ấy. Con Huệ là bốn mấy cân nhỉ? Thì phải S thôi. Bò 60k 44 cân. Không rộng đâu chị Hoa, không rộng lắm đâu. Rồi ok chị Nguyễn Hoa lấy cái vàng cho em trên số điện thoại ạ. Hùng ơi, đây nha, cho Huệ một cái size S đi nha. S đây. Màu sáng đây. SML. Quần em mặc 58 cân. Cao phải trên 1m6 rồi. 58 cân phải trên 1m6. Từ 1m6 trở lên là người gọi. Rồi ok chị Huệ, con em 36 cân thì mặc S thôi. Ừ. Chị Nguyễn Hoa lấy váy vàng cho em xin số điện thoại ạ. Nguyễn Hoa lấy váy vàng thì cho chị xin số điện thoại nhé. Hàng 70 quá đẹp luôn nha các chị nha. Bò giấy mỏng mềm sướng tay luôn đây nè. Vò cái bò bé tí. Đẹp như hàng riêng Việt ấy Huệ ạ. Cái chất này nó như kiểu là bò riêng Việt ấy, thích lắm. Mỏng hơn ấy. Mặc sướng lắm, nó không phai đâu. Hàng này mặc thích cực kỳ luôn. Điều ước đơn giản 48 cân vừa váy vàng không em. 48 cân chị phải cao trên 1m6. Chứ dưới 1m6 là không mặc được, tầm 47 cân đổ lại thôi. Ly 50 cân mặc quá thích lắm. Điều ước bản đơn này cũng rất quen này. Nguyễn Hoa ok, không thể có số điện thoại nhỉ? Cho em số điện thoại, chị Hoa ơi. Nguyễn Hoa lấy váy thì cho số điện thoại nhá. Chỉ đứng chốt được ấy. Bao nhiêu đó? Angela Suka hỏi mã nào? Bạn hỏi mã nào? Đấy đấy đúng rồi, nó kiểu như thế. Chất kiểu như thế đây em ạ. Mỏng như thế thích lắm. Chất cũng kiểu như thế. Cái hàng này chất nó cũng kiểu như thế, mềm hơn ấy. Chất như quần vải ấy, không phải thích hướng. Mặc dễ chịu lắm mà nó là bò mà cái đẹp mà lại rẻ như là cái quần cotton. Cái quần cotton người ta cũng bán 50-60 nghìn rồi. Nguyễn Hoa rồi, ok Nguyễn Hoa nha. Em lấy quần bò size L nhé chị Nguyễn Hoa. Nguyễn Hoa lấy một váy một quần bò size L ạ. Chị Nguyễn Hoa lấy quần bò size L màu đậm hay là màu nhạt ạ? Váy nhiều lắm, đều ước đơn giản hơn tí nữa chị rơi cho em xem. Chị ơi, chị lấy màu đậm hay là màu nhạt? Nguyễn Hoa em lấy màu đậm hay màu nhạt? Đây, em quần shop bò đấy. Quần shop bò là hàng có size là 70k. Còn hàng không có size là 60k nhé. Hàng không có size này là 60k. Hàng có size này là 70. Hàng không có size thì nó có mấy mã cơ. Nó có cả bò rách như thế này. Nó bò rách như thế này là 60k. Chất bò thì các bạn yên tâm, thích lắm. Chất mềm, mượt, đẹp lắm. Cái hàng rách này thì nó còn co giãn này. Rất là dễ chịu luôn nhé. Hàng đẹp lắm. Hàng cực kỳ là đẹp luôn ấy. Đây, cho các bạn từ 40 đến 57, 58 cân mà cũng được, mà cái này mẹ 60 cân mà. Hai quần, chị Nguyễn Hoa lấy hai quần. Một đậm một nhạt. À rồi, tồn đơn cho chị hai quần. Tồn đơn một quần bò ly mặc size L M nhé. À, thế chị lấy màu đậm. Đúng rồi, M không size L ạ. M L. Đây con lấy L cho này. Rồi ok Nguyễn Hoa.
Vậy lấy thêm một quần đậm size to à? Rồi ok, hai quần đậm đi mặc rồi. Ok Nguyễn Hoa. Chị Nguyễn Hoa mặc vừa váy chấm bi này nhỏ mà nhỏ nhỏ có chắc chỉ dưới 50 cân muốn thấy ở đây đây. Chào Đặng Trang nhá. Trang đi du lịch về chưa? Hôm nay nhiều hàng mới lắm, Trang có mua gì thêm rồi gửi đâu nhé. Áo li mặc bao nhiêu? Áo li mặc là 40 kia, à 40 k, 40 k. Chào em nhé. Chào kêu anh. Chốt cho chị quần bò đậm 2 chiếc size L. Chốt chị quần bò đậm 2 chiếc size L nhé. Nguyễn Hoa lại đổi lấy hai cái size L à? Size L thì lại còn mỗi một cái thôi. Chị Nguyễn Hoa còn bờ lờ đó, còn đậm một cái là cái này chốt thôi chị Nguyễn Hoa. Còn mờ lờ với chị ạ. Nguyễn Hoa ơi, còn bờ lờ thôi em có ok nhạt không? Thì còn lờ này. Màu nhạt này thì còn lờ này. Màu nhạt thì màu đậm thì còn một mờ một lờ. Còn nếu mà chị lấy muốn lấy hết hai lờ ấy thì muốn lấy một đậm một nhạt. Size mờ là từ 50 cân đổ lại mặc thoải mái đi, mặc size mờ đấy. Em mặc size mờ mà. Thoải mái. À không kể hai dây này có mà mình đang bán đấy. 40k một áo nhá, chất không zip đấy, không tâm ở chất đẹp lắm. Đằng sau không hở hở luôn nha. Đằng sau không hở đâu, mặc thích lắm, chất mát cực kỳ luôn, 40k một áo. Nó là không zip nhá, nó không phải không thường đâu. Nó là không tâm đấy. Cái rách nhà hàng 60 này. Đây như hàng 60 như ly mặc đây này. Rồi ok Nguyễn Hoa. Thấy Ly vừa mặc size M đấy, 50 cân. Thế vừa thì chị bảo như thế cũng được. Chị nào lấy áo dây em mặc em có bán nha. Áo dây có hai mẫu đấy, có một mã cổ tim và một mã cổ gì ấy. Xem là có nhiều năm mi ấy. Mặc với chị à. Tháng này là mấy triệu tiền mình là mấy à? Mấy à? Mấy à? Mấy triệu tiền cước vậy ạ? Cái tháng hôm trước là em trả tháng mấy tháng 3 rồi đúng không? Không, cái tháng 4 ấy là mấy triệu? Tháng 4 là này em quay như là 466. Thì nhắc đến vừa chuyển sang là 466. Ok. Em thử cái gì chất đẹp lắm ạ, nó chất mát. Thế hôm thằng sách chỉ trả 9 triệu mấy thì nói chẳng. Mấy thì nó lộn cả cái nó lộn cả cái gì đâu. Cái sách này có sai không? Em ơi, sách không có sai đâu nha. Sách đi mặc không có sai đâu. Chào Chu Huyền Trang nhé. Cho em một áo đi mặc nữa. Rồi ok Nguyễn Hoa. Em nhỏ, em từ 50 cân đổ lại mặc áo với chị. Thank you.
cho chị Nguyễn Hoa một áo đang mặc. Áo anh em đang mặc đây nha chị ơi. Màu bò giấy 70k màu nhạt đấy chị Hoa này. Đấy. Đây bò giấy 70k hàng nhạt đây. À màu nhạt đây. Để em thử cái 70k màu nhạt. Em chốt cho chốt cho chị một cái áo dây rồi. Đây. Còn từ vòng. Chưa luôn á. Cảm ơn Vinh Hương nhá. Em Ly chưa được khỏe lắm đâu nhưng mà sốt ruột quá lâu không lên sóng gặp các chị hôm nay mới lên được gặp các chị ơi. Vinh Hương bây giờ thế sao à? Có gì ủng hộ cho em Ly nha. Em nhiều lần là em nhiều lần. Chị Hoa bảo có người gọi. Chào Khao Khao nha, mọi người vào xem chia sẻ like giúp cho chị với nhá. Đây cái quần 70 đây. Đây là chị cái gì? Vàng da trắng đúng không? Không, em để mụn lên. Đẩy mụn lên đấy. Hoa có mụn đâu mà vì đấy sợ thế. Em mà để ai cũng bảo không có mụn nhưng mà em mụn đấy. Lên trạng cho chị nhé, Nguyễn Hoa. Hoa chị mình. Hoa xin bên trạm nào chị hỏi xin gia đình gọi mẹ là yêu là... Có sai mà chị có sai ML. Em xin chào chị Hương, em cũng nhớ tất cả mọi người lắm ạ. Em đỡ rồi chị Trang ơi, em đỡ cũng đỡ đỡ rồi ạ. Loan Ngọc, chị Loan Ngọc hỏi quần bao nhiêu, 60kg vừa không? Mà chị Loan Ngọc ơi, 60kg tí nữa chọn sang cái mã quần giấy đắt hơn một tí kia, nó nhiều size lắm, đủ size, tận size to luôn. Có những đây, bỏ giấy như em đang mặc này các chị này. Áo em đang mặc. Áo Ly đang mặc là chỉ có một size thôi, cho các bạn từ 40 đến tầm 50, 52 cân đổ lại mặc là đẹp. 55 cân mặc vẫn vừa nhưng mà nó cũng không được đẹp lắm. Bỏ giấy ấy thì còn size M với lại size L. Size M thì các chị dưới 50 cân và size L thì các chị dưới khoảng 55 cân. Đây 70k này, hàng này hàng 70k này. Còn áo dây em đang mặc các chị tầm khoảng 52, 53 cân, quay đầu tầm 52 cân rồi ạ. Hùng ơi, cân đổ lại mặc là đẹp. Áo này thì chỉ có 40k một áo thôi. Hàng một size. Ôi nhìn. Ôi nhìn. Áo em mặc thì không có nguyên đen, nó có kẻ. Có tệ đấy ạ. Đây nó có hai mã, một mã cổ sau ấy. Rồi ok. Như thế này này, có hai mã để giờ. Cho chị Đinh Hương một quần nha, em đang mặc chị Đinh Hương chắc phải mặc size L thì mới vừa. Đây nha các chị nhá, nó có một cái kiểu và đằng sau và nó quét như thế này này. Còn một kiểu là hai dây như thế này. Đấy. Áo này chỉ có 40k một áo thôi. Áo rất là đẹp. Các chị mua mặc nói thôi, mặc ở nhà buổi tối thứ ấy thì rất là mát luôn. Áo này các chị tổng khoảng 50-51 cân thôi ạ thì mặc nó mới đẹp, còn không thì nhưng mà một thời gian nó xuống ấy mà đẩy lên thật là vào trắng ấy. Em sợ hút bôi lên trước mình em cũng không nghĩ bôi cái nước phải không trước chị không cái rượu ơi mẹ đấy, ai có mụn đây các chị đi biển mặc những cái áo dây này này cũng thoải mái. Đi biển em cũng có nhiều mã. Ôi hôm nó đẩy lên đang phải nhìn cái mụn luôn, mụn ẩn đi ti ấy. Nó kinh nó chít trên mặt luôn, nó không phải mụn to như người ta đâu. Nó mụn nhỏ nhỏ này này. Xong đẩy lên cái mặt lắm mà mịn nữa. Em thấy nhiều người lâu chưa? Em tham khảo tháng rồi. Đấy là trước ngày xưa. Lớp em cũng nhiều người dùng mà. Lúc trắng mặt đẹp lắm. Cả bộ đi Ly ơi, chị Ly Hương mà lấy cả bộ đi Ly ơi. Rồi ok chị Hương ạ. Qua mẫu ạ, em qua mẫu nha mọi người nhá. Chị Thắm đang bận nhưng không thể đi được rồi. Em đang khoe cái đắng ra là mình đi lại live stream rồi đấy. Chị ơi, thấy em live stream đi.
chuyển bò đùi 60 cân rồi Ly ơi. À, chuyển bò đùi cho chị Nguyễn Kim Tiến đi, cái bò hàng đá đắt hơn ấy, có đủ size ấy, cho chị chọn. Kim Tiến chị làm gì đến 60 cân chị? Chị bảo là chuyển cho chị xem cái mẫu bò 60 cân. Chị ý là một bé còn chị lấy áo kẻ dây. Ok, Tâm Đoàn. Cho chị Tâm Đoàn một áo kẻ dây. Chị Tiến còn lâu mặc đến 60 cân. Cho chị xem những kiểu áo đi biển. Nhiều áo đi biển lắm không Nguyễn ạ? Tiện còn bò ấy mặc một số áo đi biển cho các chị xem. Làm anh mặc quần kiểu khác thì chị chốt cho à, mấy khách hàng đấy. Ờ, đấy con mặc quần màu đấy. À, Tín ơi, cho tôi cho chị xem cái quần bò giấy hàng đẹp hơn ấy, hàng đắt hơn ấy. Anh chị xem cái quần này nó có đủ size cho chị 60 cân mà. Còn các chị khách yêu và ủng hộ cho em Ly. Còn các chị khách quen. Em mẹ ơi, cái đấy thì Tính Hương. Ờ, à, bộ này Tính Hương ở đây. Chị Tâm Đoàn với bộ áo. Không khí mẹ thêm. Một. Chính không. Cảm ơn các tình yêu nha, ủng hộ cho em Ly nha. Chị bảo chị chọn cho mẹ chị. Chọn cho mẹ đợi một lát. Ly đang bảo chị Kim Tiến làm gì chị có 60 cân đâu mà chị hỏi thần 60 cân. Đây áo đi biển này các chị này. Đi biển đi chơi. Cái mã này các chị mặc vừa đi biển vừa đi chơi mà có ok luôn. Nó mặc cả mã ren nữa chị xem. Mã này có nhiều màu lắm. Ra lấy mấy màu đây. Anh cầm cái chấm bi cho chị. Đấy, đi. Đấy, đen đấy, đấy. Ờ, đen, đỏ đấy, đỏ, ờ. Trắng đấy con. Tím than đấy. Ờ đấy. Đấy, đúng rồi, nhìn nhẹ quá, thay được việc đấy. Tí nữa xong rồi đi mua quà cho em thôi. Đây nha, áo thì có đủ màu luôn, quần thì có đủ màu luôn này các chị này. Quần thì hàng rất là đẹp luôn. Quần có size SML. Áo này thì một size này, màu đỏ, màu trắng, màu tím than và màu vàng. Em biết được bộ cái gì không? Áo này thì các chị tầm khoảng 55 cân quay đầu. 55 cân quay đầu mặc ok này. Đây, áo rất là xinh luôn. Đi biển đi chơi đều đẹp các chị nhá. Ai không thích bệt vai thì các chị mặc bình thường. Chị mặc với quần cạp ba con mà chị xinh đẹp lắm. Mặc với quần cạp cao như em đang mặc. Bác hay nợ vợ rồi. Đâu đúng rồi, ở đây chị bác nợ. Ờ, đưa chị bác cho. Ờ, có bộ nào mặc nhà cho mẹ chị nữa không? Ly mặc quần, em đang mặc quần size L đấy chị Tiến này. Đây là quần size L. Mẹ chị ấy kể cả 60 cân nhưng mà không phải, không mặc được đỡ được thì người già người ta là đâu mặc những cái quần của mình. Chị có mặc quần bó giấy kia thôi. Chị ra chọn thì chị không thể chọn. Chị ra chọn quần quà cho chị. Áo này có cả đỏ xinh lắm này các chị này. Xinh cực kỳ luôn áo. Áo này bao nhiêu tiền em ơi? Áo 70k. Một áo nhá các chị nhá. 70k này. Áo xinh lắm, chất thịt luôn đấy. Các chị mua áo đấy đi, hàng đấy đẹp lắm. Chất của nó đẹp lắm. Chất của nó là bọc trái này. Cái gì nhỉ? Thái chéo. Vải thái chéo đấy, hàng thịt luôn đấy. 58 cân thì không vừa đâu chị ơi. Vừa nhưng mà nó không đẹp ý. 8 cân đẹp nó vừa nhưng không đẹp đâu nó. Này chỉ 53, 54 cân. 53 cân thôi. Vì nó cộng ý, cả chị là mã này nó thời trang ấy, nó cộng đó. Mã này nó thời trang, nó cộng. Đây là các chị nhỏ nhỏ, từ 52 cân đổ lại là thời đẹp. Nhưng mà vừa thì vẫn vừa, nhưng mà tư vấn cho các chị để chuẩn. Hôm nay các chị mặc đi chơi đẹp lắm. In cực kỳ luôn.
vừa vậy vừa thoải mái. Vừa đó đây. Có chị nào chốt áo này thì comment màu cái số điện thoại cho em nhé. Màu trắng, màu đỏ, màu tím than và màu vàng này. Bốn màu luôn. Đây này, bạn chị Kim Tuyến ấy, chị nói cho mấy cái mã này cho mẹ chị không thì mã này mặc được này. Úi, trộn ôi, chị xanh này, ăn xanh này con. Đây chị Tiến này, mã này mẹ chị mặc được này. Mã này rộng thoải mái luôn, mẹ em 60 cân. Con 60 cân vẫn mặc vừa. Rộng rãi thoải mái. Mà bầu giấy co giãn dễ chịu đẹp cực kỳ luôn này. Em đỡ nhiều rồi chị Hoài Cun ạ. Cảm ơn chị nha. Cũng chưa khỏi hẳn nhưng mà em cũng đỡ rồi. Các chị có thích mua bò giấy nữa không ạ? Bò giấy siêu đẹp này. Chị còn đây đâu. Cái này chị chưa có đâu chị Huệ ơi, cái này là hàng khác này. 120k đấy. Hàng này là hàng 120. Mặc cái này sướng lắm Huệ ạ. Đây, chị cũng để một cái để chị mặc. Rồi ok, chị điều ước giản đơn ơi cho em xin số điện thoại với ạ. Cho em xin lại số điện thoại. Có cả size XL cho các chị 60 cân, 2 cân. Đây màu đậm màu nhạt này. Áo này xinh lắm, nhiều ước giản đơn ạ. Cái này đẹp, em lấy vào mặc chất đẹp lắm. Áo của Ly mặc chất thích lắm, nhỏ nhắn mặc thì xinh. Các bạn dưới 50 cân mặc càng xinh, 50 cân đổ đặn. Trên 50 cân mà cũng vừa nhưng nó sẽ bị cốn áo lên đây này. Nó là áo dáng cờ lốc tốp ý, dáng cờ tram. Nên là bốn mấy cân mặc để nhắn mặc đi chơi. Điều ước giản đơn này quần là váy cho mặc đi em đi tram. Quần là váy thì nhiều mã lắm. XL thì 55 cân đổ lên đến 60 cân ạ. XL thì từ 55 cân đổ lên đến 60 cân. Chị lấy size L hay XL của chị? Huệ thì lấy size L thôi. Huệ có dưới 50 cân đổ lại thì mặc size L thôi. Hay XL phải 60 cân. Huệ mặc size L thôi Huệ ạ. Điều ước phản đơn đây cho chị xin lại số điện thoại đó. Vâng, sai lờ chị em bảo vâng. Mẹ đấy sai lờ nó người chị bằng đi mà chị hơn cơ tí như người chị gọi nhá. Mặc lên dáng đi Ly. Chị Kim Tiến bảo chị mặc thử cho chị xem. Áo như đi mặc còn vẫn còn đủ màu nhé mọi người nhé, còn là trắng này, còn là tím than này, đỏ nữa, trắng tím than đỏ và vàng 70k một áo nhé. Chất nó là chất nữa. Chất gì chéo nhờ, lụa chéo ấy, nó hàng đẹp lắm. Chất vải này nó là chất hàng xịn luôn. Hàng này đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Không, em lấy size L chị nhé. Rồi, ok, Huệ chỉ mặc size L thôi. Huệ thì size L chứ XL rộng quá.
XL 60 cân như chị thì mới mặc được. Đây, đây chất vải của nó đây này các bạn này, chất xịn cực kỳ luôn. Áo hai dây kiểu, lấy kiểu em mặc được. Ok, cho chị xin số điện thoại với, cho chị xin lại số điện thoại. Lấy áo hai dây kiểu ly mặc rồi mà. Áo này xinh này, nhiều ước cảm ơn lấy mã này thì xinh thì chất vải đẹp. Đấy, đi qua mẫu nhé, đi qua mẫu khác cho bạn chọn nhé. Đây áo của đi mặc có 3 màu. Áo em mặc áo ve này các chị này. Áo ve nha, quần đây. Em đang mặc đây, quần shop bò siêu đẹp đây. Hàng có size, hàng này là hàng 120 này. Em đơn một chút tháng sau con nhé. Cái váy ve này, à cái áo ve này mặc với váy bò, cái chân váy này đấy. Áo ve này hàng ven đẹp đấy. Em xịn luôn. Đây nha, áo ven siêu đẹp này. Cái áo này chỉ tầm khoảng 53 cân thôi. 53 cân quay đầu, 53, 54 cân nhỉ. Cô vừa nãy bao nhiêu cân? Cô vừa nãy cô lấy một áo ven này. Tầm khoảng 55 cân quay đầu, nó có màu trắng này các chị này. Màu trắng, màu hồng và màu be, màu nhu như em đang mặc này. Đây, rất là đẹp luôn. 8 cân thì ước cả đơn rồi, ok. Áo bao nhiêu tiền này? Áo là 100, quần là 120 nhá. Các chị chia sẻ like 5 lần em sẽ bán với giá là 90 này. 90k dành cho các chị chia sẻ like 5 lần này. Áo có 3 màu, màu hồng, màu trắng và màu như em đang mặc. Mẫu này là mẫu mà em bảo chị lấy size L đây này chị Huệ này. Đây mẫu này là bảo Huệ lấy size M đây, Huệ nhìn xem có ưng không. Anh Phan lấy chấm đi màu trắng với áo dây em mặc thì anh Phan rồi ok mà tớ thì đơn trước rồi ok chị. Anh Phan đơn trước rồi sao? Cái đơn là 310.000 đấy. Mình ấy này. À rồi, thành nhầm của chị mất 100 đấy đúng không? Em mặc quần là em mặc size L. L XL. Lấy áo bi màu trắng với áo dây. Ok chị, áo bi nào gọi điện chốt đơn nhớ nhắc chị nha. Rồi mai em chốt đơn em thử đi cho luôn. Bộ em đang mặc bao nhiêu? Áo là 90k thì các chị chia sẻ like. Quần là 120k nhé chị nhá, cả set là 201 ạ. Áo em có 3 màu luôn. Ưng vì nó dài, dài thoải mái luôn chị ơi. Đứng lên ngồi xuống nói chung là thoải mái thích lắm. Quần em mặc đủ size luôn, 120 đủ size, hàng bò giấy đẹp lắm ạ. Quay SML XL. Có chị nào chốt áo này không? Áo là 100 nhá, màu trắng này. Màu hồng xinh lắm. Màu trắng, màu hồng, màu be. Chị nào lấy áo màu nào thì comment màu kèm số điện thoại cho em. Áo rất là đẹp luôn. Chị nào lấy quần comment cho em biết nào. Đây nó có màu đậm với màu nhạt. Màu đậm đây và màu nhạt đây đang mặc này. Bán lần này lấy nguyên những cái chất bò giãn ấy. Chất thì em đảm bảo đó chị mua về xuống. Mặc như kiểu là nói chung là mặc xuống màu giấy. Khi không mặc cái màu giấy mềm bò giãn nữa. Em mặc size gì đấy, chị Tâm Đoàn hỏi em mặc size gì. Em đi mặc là size L, sao phải không? L hay L? Vâng. Chị Anh Tuấn Thúy Hàng hỏi bộ em mặc bao nhiêu. Em xin hỏi cha lành. Thúy Hàng hỏi chị xem áo trễ vai. Áo trễ vai nhiều lắm, phải tối nay cho lai tiếp nhé. Mẫu em đang mặc đẹp mà. Màu nào mặc màu nào đẹp chị bảo màu đẹp chứ chị thích trẻ thì mặc màu màu sáng. Em đang mặc đẹp màu này là ly cầm là màu đậm còn màu ly mặc là màu sáng.
cần sóc đũi không? À thì Dương ơi có sóc đũi. Bên màu hồng. Chị anh rồi ok. Thêm cho chị một áo ren hồng đẹp lắm. Đẹp lắm, anh pha với chất ren của nó xịn mà nó may cực đẹp luôn. Rất là điệu luôn. Nhỏ nhỏ mặc. Sóc đũi em có ạ. Có sóc đũi 50k một quần sóc đũi. Mã gì nhỉ em? Có. Bao nhiêu một cái? Sóc đũi là 50k nhá. Sóc đũi như mình đăng ảnh đấy. Đủ màu, màu luôn. Em toàn bị kiểu kiểu mới ấy này, nó mất hơi ấy. Tại vì là mới hôm xong ấy, em ngủ cổ nhưng mà nhìn hôm ấy bên trong vẫn đau ấy. Ờ, em ngủ cổ cảnh em ngủ một nét thì là ngủ soi mà. Cứ ngủ một lúc là thở hổn hển luôn. Em chị dễ thương quá. Em mệt mệt. Em lấy màu cần ly đang mặc chị bỏ vào rồi ok chị Huệ ạ. À. Áo em mặc là 100k nhưng mà hôm nay các chị chia sẻ like thì em chỉ bán với các bán 90k cho các chị thôi ạ. Rồi ok chị Thùy Dương. Quần sóc đũi đủ màu luôn. Chị nào lấy sóc bò comment cho em này. Sóc bò em đang cầm là 120 nhá, 120 này. Nó có nhiều loại lắm. 120 nha, loại này là loại 70 này. Loại này là loại 60 này. Nhiều mã cực kỳ luôn. Ngoài thường. Đây. Quần sóc đũi đây mọi người ơi, nó có một cái dây. Tôi ngồi quạt nó cứ bay tung thế. Đây để buộc nhiều màu lắm, buộc này cái dây nơ nữa, cái này nó buộc nơ. Mọc kem kìa. Ôi mẹ ơi, nhà con vẫn còn màu đỏ. Đỏ này nó dài. Màu vàng bò này, cái này màu vàng bò nha, sau cũng màu vàng bò này. Màu kem này, kem, màu tím than này, than. Có cả màu đỏ nữa. Đỏ đô này. Có cả màu đỏ này. Nó màu bò đây. Tóc đũi rộng rãi đẹp lắm. 50k một quần không? Bán siêu rẻ. Rồi ok đó. Lấy XL nha. Em rốt chốt cho chị Tâm Đoàn XL. Rồi ok cho chị cái XL ấy. Rồi ok chị. Đây nha. Sóc đũi 50k một sóc thôi nhá. Chân váy có nhá. Hoài hợp ơi. Giờ em mới thấy là chị nào bảo là chị mời em vào đi không thấy em chẳng thấy nên chị like. Đây ạ. Quần này quần đũi nhá. Quần sóc đũi rất là xinh luôn đây mọi người ơi. Quần lụa đũi đấy, 50k một quần nhá. Mình bán thấy siêu rẻ cho mọi người, mình thấy họ bán 65k nhưng là 50k ơi, rộng rãi thoải mái các bạn này. Quần này mặc lên nó như kiểu quần váy luôn, mặc thích á. Quần này nhẹ mà mát này, các chị mặc xinh cực kỳ luôn. Quần này cho từ 40 cân đến khoảng tầm 57, 58, 60 cân mặc cũng được, nhưng mà các bạn từ 57, 58 cân mặc lại thì ok, đủ lại đẹp. Nó sẽ mặc lên nó như kiểu quần váy ấy. Nó có màu đỏ đô này, màu nâu đất này, màu cam đất này, gọi màu cam đất này. Có cả màu be này, màu be, màu tím than, màu đen tím than. Và màu vàng bò như thế này. Đấy, nó đủ màu luôn. Rất là nhiều màu luôn. Bạn nào lấy thì comment màu kèm số điện thoại cho mình nhé. Chỉ 50.000 một quần thôi, mình sale giá chỉ 50k một quần thôi ạ. Cô giáo nhỏ, chào cô giáo nhỏ. Cái này thoải mái rồi. À cái này cho chị Huệ nha. Đây nha. Mã này là mà quần nào cũng có thắt lưng.
Đây các chị ơi, chuyển sang một mã này. Quần giảm váy nhá. Quần giảm váy nhá chị nhá, có hai màu này. Chất cực kỳ luôn. Đây, đính đá siêu đẹp luôn, có cả đai lưng này. Bên trong của nó là quần nhá chị nhá, bên trong là quần. Phương Thuy hỏi áo em mặc bao nhiêu? Áo em mặc là 90k thì các chị chia sẻ like. Bên trong là quần này. Quần giả váy nhá, chất thì có giãn sướng cực kỳ luôn rồi. 140k nhá mọi người nha. Đính ngọc nhá, này đính ngọc đẹp lắm. Đủ size S, M, L. Sao con mặc size gì vậy? Mặc L. L, em đang mặc size L này. Em mặc size L thoải mái luôn. Size S dành cho các chị tầm khoảng dưới tầm khoảng 4. Không, không dưới 45 cân rộng thoải mái. Các chị tầm khoảng 47 cân quay đầu nhá. S 47 cân quay đầu, M M 52 cân quay đầu và L 55 cân quay đầu nha các chị yêu nha. Đây, con mặc cỡ thoải mái mà. Đây, thoải mái đẹp luôn, 104 này. Hai màu này, bính ngọc quá đẹp luôn. Có cả thắt lưng luôn nhá. Mã này là mỗi ấy đều có thắt lưng. Đây, con thắt lưng rồi. Đây, cái này nó có thắt lưng luôn. Nga Trần, chào em, khỏi ốm rồi à. Đi đỡ rồi Nga Trần ạ. Tạm tạm thôi, chưa được khỏe lắm. Lâu quá rồi là không lên gặp các chị hôm nay, nên chào các chị làm gì. Sốt ruột lâu không bán hàng, sợ mất khách nữa. Các chị quên hết. Sợ các chị quên em mất. Áo đi mặc là 90k Phương Thuy ơi. Có 2, 3 màu, có 3 màu. Có màu trắng, màu hồng. Trắng, hồng và màu da, như Ly mặc là màu da này. Áo Ly mặc có màu trắng này, màu hồng này. Và Ly mặc là màu da, có 3 màu. Các bạn nào lấy màu nào thì comment màu nhé. Áo này từ 52-53 cân đổ lại mặc là ok. Chất len, à chất giòn xịn luôn. À chất sen xịn đây. Hàng nó may nét thế này các bạn nhìn sát này. Cực kỳ là đẹp luôn, hàng này yên tâm các. Mọi người bán mình thấy đều bán là 125.000 hết này. Còn shop thì không nói rồi. Hàng thương hiệu luôn, hàng của nó hàng được. Hàng cái gì nha. Hàng đẹp lắm này. Chất đẹp, bao chất luôn, đẹp từ đường kim mũi chỉ luôn, nét lắm. Hàng ra cơm thì không bao giờ nó may được hết. Chị Hoài Hợp cho em chân váy màu đen. Hoài Hợp ơi, comment kèm số điện thoại cho chị để chị chốt nhá. Hoài Hợp bao nhiêu cân để đi chốt? M chị có size S, ML. S thì dưới 47 cân, M dưới 50 cân và L là 52 cân. Có hai màu, màu sáng và màu tối. Hai màu, 140k một chân váy nhá. Chân váy này là quần váy đấy, cái này nó bên trong nó có quần, à, quần váy. Bên trong có quần. Bên trong có quần nhá, chất co giãn, hàng đính đá đẹp cực kỳ luôn. Mã này nó có cả đai kèm đai luôn. Hoài Hợp lấy size nào thì comment size. Chân váy này mặc thích lắm, co giãn, chất của nó mềm đẹp. Đẹp luôn. Trước em gửi lại áo hoa nhí vàng cho chị rồi, em lấy hai cái em gửi tiền cho chị nữa nhé. Áo hoa nhí vàng thường đi đổi sao nhỉ, trường trước không chị ấy gửi lại lâu rồi, là cái áo hoa nhí mà 120-130 ấy. Chị ấy gửi lại mà. Để xem lại nhé, lâu rồi không nhớ nữa đâu. Vì nó quá rồi. Em 50 cân. 50 cân mặc size M. 50 cân cao bao nhiêu, em cao bao nhiêu? Mặc size M thôi, 50 cân thì chỉ mặc size M thôi. Cho chị một cái size M. Đây để thầy làm nhé. Chị nào lấy chân váy thì comment cho em biết này. 140 nha các chị nha, chân váy 140, hàng đẹp cực luôn, chất thì co giãn, nói chung là chất rất là sướng. Đây chất này, co giãn như thế này mà các chị mặc sướng lắm, bên trong có quần. Không rồi đi, đang xem thì đang thích. Bên trong có quần nha các chị nha, chị nào lấy thì comment cho em. Em cũng like một lúc nữa thôi mà, cứ hồi chơi tí nữa còn chơi. Chị đen L rồi, ok, chị đi trang đen L. Nhớ tất cả mọi người nhé, không làm bao nhiêu nguồn lắm. Em hôm em bị môi cái mặt của em để 3 ngày nhá.
Em cũng chán thích cái kiểu đấy. Em một tuần ở trong viện em còn chán. Ôi trời, có thể có ai cứu không? Có em ở đấy mà. Có hai con. Tại là em mổ nhưng mà cả một cổ ấy, chân tay vẫn đi lại được. Nhưng mà không cần nhiều mổ. Em mổ ở 103 bệnh viện quân y. Chị nào lấy thì comment không ngắn đâu á chị ơi, đây này bên trong có quần mà. Nó là quần á, quần giả váy. Váy nên nó không dài. Cái này là quần giả váy chị đi sang hay không? Ngồi thoải mái luôn ấy. Cái này là quần giả váy nên nó ngắn hơn, còn thì mình có cả mã váy bò à, nhưng mà nó lại dài hơn. Em có cả mã váy bò dài mà, nhưng mà đây nó là quần nên các chị không cần mặc dài quá đâu. Hoài hợp và chị không thấy em à là gì nhỉ? Có hoài hợp, chốt cho hoài hợp một cái rồi. Em chốt rồi chị hoài hợp ơi. Có cả đai luôn. Quần giả váy phè có chị ơi, quần giả váy phè có mà. Quần giả váy phè tí nữa lấy cho chị xem. Nhiều mã lắm, tối à nếu mà chiều nay chị xem không được thì tối. Chốt cho hoài hợp một cái quần giả váy này size M rồi nhá. Mẹ ơi. Mã này nó có cả kèm đai luôn. Kèm đai luôn nhá các chị nhá, mà chỉ có 140 thôi, đẹp đúng ngọc chất giờ nó đẹp lắm. 50 cân số điện thoại rồi, chị Hoài Hợp có size M, em thức size M chị ơi. Đây chị có rồi, 853 1695, đúng rồi mà. Có rồi chị ơi, nếu mà các chị chiều nay mà chọn được một sản phẩm thì tối vào chọn thêm giúp em một sản phẩm để mai em ship hàng cho mọi người nhá, nhiều. Vẫn còn vô số gọi là nhiều mẫu mã siêu đẹp luôn. Cho mình cỡ L. Thanh Dung Nguyễn, chị Thanh Dung Nguyễn. Chị Thanh Dung Nguyễn ơi, màu đen thì chỉ còn cỡ S thôi, còn màu xanh thì còn đủ màu. Màu như em mặc thì còn đủ size này. Còn màu đen này chỉ còn nguyên S thôi ạ. 140k một quần. 52 cân cao 1m bao nhiêu hả chị? Chị có thể chuyển sang màu xanh giúp em được không ạ? Màu đen em hết rồi, em hết size rồi ấy. Em còn có size S cho chị 48. Ơ mẹ ơi, chị Hoài Hợp 50 cân thì con nghĩ là không phải mặc đến size M. Không nghĩ không đến ấy. Con thử mặc cái size này xem nào. Không mà chị đi trang cũng vậy, sao chị lại chốt tận size XL chị đi trang. Size L, còn có XL nhỏ mà. Vi Trang làm sao mặc được size L, bởi vì chị Vi Trang thì có bốn mấy cân. À chị Vi Trang chị 52 cân. Chị Vi Trang lại nhầm với đấy chị. Vi Trang chị nhớ đấy nhở. Khách quen quá rồi. Chị cao 1m55 thế thì không vừa. Đi mặc size em không vừa. Chị Hoài Hợp mà 50 cân cao bao nhiêu? Mình thích màu đen, chị là chị thích màu đen. Chào Ca Thị Thuần nhá. À Ca Thị Thuần ơi, để mai chị xếp đơn cho em nhá. Dạo này nhiều việc quá nên là quên mất cái đơn của em hôm qua. Bên em đến vẫn thấy còn ở đây. Mai chị gửi cho em nhá. Quên mất. Cái đơn của chị đã nhẽ gửi lâu rồi không mà quên biến đi. Em mai em ok thì chị lại gửi cho em. Ngại quá, cái đơn của chị hôm qua soạn ra. Em 50 cân 1m6 mặc S này. Đây nha, nha em 50 cân 1m6 mặc S này. Mặc cái áo len trắng này này, nó đẹp. Màu trắng lên nó bị chói á. Đây nha, em màu đen thì còn một size S thôi. Cái màu xanh này để đâu rồi? Đây. Xanh này. Màu xanh này còn đủ size nhưng chị bảo chị không thích màu xanh. Màu xanh này đẹp còn đủ size luôn. Màu xanh trẻ mà các chị, màu xanh trẻ cực luôn. Màu xanh cũng đẹp mà. Cái đấy cũng màu xanh.
đây mình còn một cái mã chân váy bò hàng Quảng Châu xịn này, 130.000, đây nó còn đủ size, à còn size M với size L này, hàng này thì quá xịn luôn. À, còn màu khác không đây? Chị còn màu này này Thanh Dung Nguyễn ơi. À, không cho chị xem quần giả váy xòe đi. Rồi đợi một lát nha Bi Trang ơi. Đây. Chất này sướng cực luôn này, co giãn này, khách nhận được á, ai cũng khen là cái hàng này đẹp luôn này. Hàng này hôm nay mình sale 130k thôi, váy chấm bi sau bao nhiêu vậy? Phương Lê ơi, váy chấm bi sau là 130k, mình còn size nhỏ mình sale 130k thôi nhá. Đây. Em có thích mã này không? Mã này rất là đẹp luôn này. Chất cực kỳ là đẹp luôn, xịn lắm, hàng này nó hàng Quảng Châu ấy đây. Nhìn tem mác của nó. Đợi tí nha bà, đợi tôi tí. Váy chấm bi mình còn một cái thôi. 130k cho các bạn từ 45-46 cân đổ lại thôi, mình còn size nhỏ lắm. Trong không, mẫu này thì lại không có quần đùi trong, mẫu này nó là váy, còn cái kia nó là quần giả váy. Để cho em nhé Phương Lê. Phương Lê lấy cái này à, Phương Lê ơi, cái này xịn cực kỳ luôn. Hàng Quảng Châu cái này chất xịn lắm này. Cái này không còn sửa size S. Đây, cái này size L đây, nhìn các bạn nhìn cái mác của nó, cái hàng này ở shop phải bán tầm hơn 400 một cái chân váy. Phương Lê đấy thì có số điện thoại, Phương Lê có đơn chưa? Phương Lê hình như có rồi đấy. Phương Lê em nghe cho quen. Đây. Để cho em nhé, váy chấm bi. Đó chị Phương Lê bảo váy chấm bi. À Phương Lê lấy váy chấm bi thì cho chị xin số điện thoại nhá. Phương Lê lấy váy chấm bi cho chị xin số điện thoại. Còn nắng á, chúng nắng còn. À đây, cái này còn hai cái, còn một cái size M. Cái size M và một cái size L. Cái chất này hàng Quảng Châu này, cái này mặc lên đẹp lắm cái mã này ấy. Nhưng em 50kg có vừa không? Phương Lê ơi, em 50 cân, váy chấm bi không vừa đâu. Váy chấm bi chỉ 46-47 cân đổ lại thôi, ly 50 cân, ly mặc chật lắm không vừa. Nên là không thử được cho khách xem ý. Còn hai cái nên mình sale rẻ, theo vốn chứ không có lãi. À, vậy tí nhớ giờ em xem quần bộ dài em lấy cho con gái đi học. À quần bò dài. Bối nhá mẹ ơi. Rồi ok, chị Thanh Dung Nguyễn lấy size L thì cho em xin số điện thoại nha. Size L đấy chị ơi, 130, hàng đẹp cực kỳ luôn. Hàng Quảng Châu xuất xịn luôn này. Đây, siêu đẹp luôn hàng ngày này nhé em. Khách nhận được không ai phải chê một câu, chất quá là mềm đẹp luôn. Chị ơi, chị cho em xin số điện thoại ạ. Chị Thanh Dung Nguyễn cho em xin lại số điện thoại nha, 130. Đây là em còn hai chân váy em sale với chị 130k một váy thôi, 90.000 hàng này là hàng hơn 200 đấy ạ. Hàng này đẹp lắm, các bạn nhận hàng không đẹp cho giả lại luôn, hàng xịn cực kỳ luôn cái chất này ấy. Em còn size M với lại size L, size M thì các chị tầm khoảng dưới 52 cân. Dưới 52 cân còn size L. 52 cân mặc cỡ L vừa không? Nếu mà muốn mặc thoải mái thì mặc cỡ L chị nhá. Vừa thoải mái, tại vì cái cỡ này, cái này nó co giãn size L thì kể cả các chị 55 cân quay đầu vẫn vừa. Từ 50 đến 55 cân quay đầu mặc vẫn vừa nhá. Chị Thanh Dung lấy cái mã đấy mà mặc hết gấp chất xịn. Mặc không bao giờ bị sai dạng gì đâu. Hỏi ạ. Không bao giờ bị nó bị vỡ sáng ấy. Cái hàng này nó là xịn. Thank you.
lấy thì comment cho mình số điện thoại để mình chốt nhé. Đẹp lắm, hàng này còn một hai cái chất xịn luôn. Đây này, à đây xanh Dung Nguyễn, chị lấy xanh gì? Xanh L. Xanh Dung Nguyễn làm thêm một con áo ren này nữa, mà mặc ta đổi mà áo ren này cho chị chọn. Cái này có cả màu da đây. Đây này, mã này chị chọn áo này xinh. Nguyễn Thu Thảo, chào Nguyễn Thu Thảo nha. Xin chào chị. Giờ mới vào được. Nguyễn Thu Thảo vừa mới đổi ảnh đại diện à. Anh Cung Nguyễn ơi, bạn có một sản phẩm rồi, cố chọn thêm một sản phẩm nữa để mai mình ship nhé. Đơn ship nhà mình là 30k một đơn hàng trên toàn quốc nha. Hỗ trợ ship cho các bạn luôn. Nếu mà một đơn hàng giống như cái bánh bò này, một đơn hàng nó phải tầm 50.000 một ship. Còn một cái nhé, cái quần váy này đây Thảo mặc cái này đẹp này, Thảo nhỏ Thảo mặc cái này cũng đẹp này. Còn một cái size S cho các bạn từ 48-49 cân đổ lại đâu em á. Có váy không? Có váy, bây giờ Ly chuyển sang mặc váy. Váy nhưng mà váy là váy giả quần, thích lắm, bên trong nó có quần đấy. Ly cũng chưa được khỏe lắm đâu, em Ly vẫn còn yếu. Nhưng mà lâu quá rồi không lên sóng gặp các chị nên là cũng sốt ruột, sợ các chị lại quên mất em Ly nên là phải vào nhanh luôn. Đây các chị này. Cảm ơn chị Thảo ạ. Chào Nguyễn Thị Ánh Duyên nhá. Đây các chị này, có cái mã áo ren này cực đẹp luôn này. Đây mã áo ren này siêu xinh à. Đây nha, đây là quần giả váy nhá, quần giả váy này. Đây cái váy mã này hot này. Đây. Đẹp lắm luôn, cái mã này đẹp này. Mã này không mặc lên thế này áo cộc luôn cho các chị nhìn thấy. Mã này đẹp. Mã này đẹp lắm luôn, cảm cao. Áo này nó dài. Áo này thì em có cả mấy màu luôn. Trắng. Màu hồng hết rồi. Thế còn cái màu đen thôi. Áo à, này em còn màu trắng với màu be này, áo này bao nhiêu tiền? 100 à? Váy đen trên cửa bao nhiêu? Váy đen trên cửa là 130 thôi chị Thảo ạ. Nhưng mà nó con size bé thì tổng hợp 46 cân quay đầu thôi. Cả set là bao nhiêu? Cả set là áo là 100. Chân váy là 140, là 240. Chân váy là 140, đẹp lắm chị Trang ạ. Cái mã váy này thì nói chung chất không, nó không phải bàn luôn, chân quá đẹp, chất xịn luôn. Bên trong là quần này, áo đi mặc cũng đẹp. Áo là 100, chân váy là 140, cả set là 240 nhá. Đấy bác chị đấy, đẹp luôn. Set cái đấy 230. Đây áo này, áo ren đẹp luôn. Đấy. Chị chốt set thì 230. Chị nào chốt cả set là 230. Hai đấy, váy có size S, M, L. Áo trắng nữa nha các chị nha. Mẫu này nhé. Quá đẹp luôn. Chị bảo là cho chị đổi mẫu bò xong mẫu này nhé. Ok, chị đổi thoải mái. Này là 100k nhé, Thu Hạ ơi. Váy em đang mặc
chị Thảo lấy váy em đang mặc lấy size gì nhỉ? Chảo cho mặc M. Thảo mặc S. Chảo biết mặc. Biết là chị Thảo có bốn mấy cân rồi ấy. Em mặc mầm non Nhật Minh. Chị mầm non Nhật Minh à, áo ren màu em mặc rồi. Mầm non Nhật Minh ơi, cho chị xin lại số điện thoại với. Áo ren màu li mặc. Màu li mặc là có hai màu nhá, có màu da và màu trắng. Màu trắng cũng đẹp lắm mọi người ạ. Áo này á, áo này thân mấy cô lấy năm mấy cân? Áo ren này cho các bạn từ 52 52 cân quay đầu nhá. Áo ren này 52 cân quay đầu đấy. Chị bốn chia 45 cân mặc quá đẹp luôn. Mầm non Nhật Minh rồi, ok. Mầm non Nhật Minh lâu lâu hôm nay thấy chị từ hôm chị mua bộ rồi. Không biết nó đâu rồi. Đi bây giờ ít nói thôi con ạ. À. Để mẹ nói. Cái gì vậy? Màu da có một cái con mặc thôi. Sao chị mầm non thì con mặc màu trắng đi thôi chị. Mấy cô ấy mua có một cái đúng không? Con không biết. Con bán cho cô ấy này, con không biết. Con bán cho cô ấy đâu, mẹ bán đi. Cô trả tiền con gần đấy hả? Cô trả tiền, thế là cô cứ đưa tiền cho con, thế con có bán cho cô ấy đâu, con có đóng túi cho cô ấy đâu. Con không biết. Lúc ấy con đang chuẩn bị để lại rồi mà. Trắng. Chốt váy đây, hôm nay chốt váy cho chị Thanh Dung Nguyễn, chị đổi váy. Em bảo chị ấy có cái váy đen tailor ấy, chị lấy lấy. Kéo được không? Giúp em đi. Đen nào? Ok, đen lại có chị ấy. Cái váy đen bò ấy, chị đi trong người nữa này. Em mang hết cái váy ra mà chốt cho mọi người đây. Mở. Quá đẹp luôn cái hàng này. Thanh Dung Nguyễn ơi, nãy Vi Trang lại đổi size M đấy. Vi Trang đổi size M vẫn còn size L này, cái chân váy bò 140 này em có lấy nữa không? Không lấy cùng phải đổi không? Mà chị ấy chuyển sang váy xòe. Ừ, chị đổi sang ấy. Đây chị vẫn còn một cái này size L này, em có lấy thì ok cho chị nhá. Có lấy thì lấy này. Không thì dùng cái... không thì chị đổi sang cho em váy này. Đổi sang cho em váy này. Chị Thảo với váy này thấy này chưa Thảo đi. Nè, chị mầm non Nhật Minh này. Trinh ơi, 58 cân không vừa đâu em ơi. Màu trắng đấy các chị này. Chị Bi Trang bảo chị xét này, áo thì còn màu trắng nữa chị ạ. Chị Thảo lấy S nhé. Chị cần sóc bò, ở đây sóc bò nhiều kiểu lắm. À cái sóc bò mà vừa nãy mẹ chị kia là size L ấy. Chị Nguyễn Phương ấy, chị làm sao mà vừa, chị bảo 53 cho nó vừa ấy, cho chị Thảo cái sóc bò này đi. Cái sóc bò khóa đấy. Vừa nãy chị Nguyễn Phương, chị mình bảo chị 53 cho vừa, mình chốt size L chị ấy. Chị Thảo bé, chị Thảo vừa mà. Đấy. Thế này. Chị Thảo ơi, cái sóc bò này đẹp này.
Màu trắng nhìn yêu mà, hay là chị mầm non Nhật Minh lấy màu trắng? Chị Thanh Dung Nguyễn cỡ mờ chị có vừa không? Chị bảo lấy cả set, set nhưng mà áo hết màu vàng rồi cả chị ạ. Áo em còn màu trắng này. Áo còn màu trắng thôi, chị có lấy set cả màu trắng qua váy đen không bảo chị Thanh Dung Nguyễn? Chị nào lấy set trắng thì comment set trắng cho em nhé. Áo màu da em chốt chị mầm non Nhật Minh rồi. Cuốn xốp bò này. Chị 54 cân lấy size cho chị nhé. Chị đi trang 54 cân thì mặc chân váy size L đi nhỉ. Áo thì màu trắng có được không chị Trang? À chị Thảo ơi, cái size này là size L, XL là 2XL tương đương với SML ấy. Cái bé tính mà. Cái này lấy khách 50 cân em không dám chốt ấy. Cái khách này 50 cân em không dám chốt tại vì là cái quần short này là size L, 2XL. À. Size L. Size XL với size 2XL thì tương đương với SML còn gì. Đây mầm non Nhật Minh ơi, chân váy bò đây, 140k. Thì còn size S và size M, size S dưới 50 cân và size L này dưới 55 cân. Em chốt màu nào. Đây nhá. Còn mã này này. Thì còn một mã này này đây. Đây. Đấy này mới thêm một màu này, màu sáng này. Đây mầm non Nhật Minh ơi đây nha em nhá. Màu sáng này còn đủ size nhá. Đây ạ. Đây đằng trước đây, đằng sau đây nhá. Đây. Đằng sau đây nhá. Rồi, Nguyễn Thu Thảo. Áo cũng được, áo trắng cũng được nhưng mà 54 cân. Đi trang cũng là 54 cân. Đây S này chị này, S chun này. Rồi lại cô kia bao nhiêu cân? Đây này, con mặc chắc cũng vẫn rộng con nắng này. 24 cân vẫn vừa. Vừa. Đi trang vừa. Vừa nhỉ? Ừ. Mặc rộng thoải mái có mặt. Thế thì vẫn vừa đấy. Thế thì em chốt áo trắng đi cho chị Bi Trang nhá. Chốt quần sóc bò với chị Thảo. Đây chị này, nó còn cả cái ma chung này chị Thảo. Thế đẹp lắm, màu trắng đẹp mà. Mỹ Anh hết mất màu da rồi ạ. Da, màu da chỉ còn mã này. Màu da thì còn mã này. Màu da đấy, nó y như cái kia nhưng mà nó cùng màu thôi. Đây màu da còn mã này này. Đây. Bộ ly mà không phải liền đâu, nó là set rời đấy. Cái S này cho chị Thảo phải không đi? S với một quần bò à? Mẹ ơi, mẹ ơi, em một. Mẹ tao tìm ở đây một kia. Mẹ tao. Thiếu thì sai mở. Mẹ quên. Mẹ quên, mẹ tao tìm. Mẹ tao tìm một kia cho con. Ừ, đợi một lát mẹ bán hàng xong. Mẹ lấy mấy giây bán hợp ok. Con nào con chạy rồi. Đây ạ, áo thì em còn mã này này. Mã kia hết rồi. Mã này là 90k. À, la xong. Vào, mẹ bác, ơi mẹ. Con bạn hôm nay la xong. Màu này thì mẹ ơi la xong màu này thì không ai nữa nha. Ừ. Đây ạ, à, áo thì em còn mã này nha các chị nha, mã kia em hết rồi. Mã này là 90k. Em xin chào chị rảnh. Bán từng mã một thôi, mẹ cứ bán nhiều mã.
cái gì rung rung như kìa. Vừa nãy mẹ chốt cho chị cho này khai gì ạ? Không vừa đâu không nhỉ? Đấy. Em không lấy xanh rồi. Chị bảo lấy xanh mờ nhưng mà pha vừa chị 54. Có chị nào lấy váy này nữa thì comment cho em nha. Áo áo là 90k. Sóc em vẫn còn chị ơi. Đây nó có cả mã chun này. Một phông phông rộng, chị muốn lấy phông màu trắng, màu đỏ, màu đen hay là màu gì? Để em chọn ạ. Cái mã sóc giấy này đẹp này chị này. Mã sóc giấy này mặc rất là mềm, thích cực kỳ luôn. Đấy. Cái gì? Trắng. Trắng. Màu trắng mẹ. Áo phông không rộng, phải để áo gì vậy? Phông không rộng. Để bẩn chân. Nhìn nó giống trẻ con. Trẻ con. Chị ấy, chị không vừa đó, chị gì cũng là thả chị. Chị học bích quần, tay cầm hai cái. Chị học bích. Chẳng em, chị cũng thả bảo gì cả. Đây, lấy một đậm một nhạt nhé chị Thảo nhé. Cầm tay cầm hai cái. Chị ơi, một đồng tiền bay rào. Đây chị này, phông rộng, để ở đây chị. Nó phông rộng này, rất là đẹp luôn này. Ngọc bích đi. Đây các chị này, áo phông phông rộng ấy, quá đẹp luôn. Chị đứng thì Ngọc Bích ơi, có nhiều quần sóc lắm. Wow. Quá em. Áo phông phông rộng. Công Trinh hỏi có vai công chị như thế nào. Đây phông phông rộng có hai màu vàng, màu vàng và màu trắng này các chị này. Chất siêu đẹp luôn. Rất mát, cực kỳ mát. Rồi ok chị Thanh Dung Nguyễn ơi, cỡ mở không biết là chị có vừa không ấy. Mình đang sợ là bạn không vừa đâu. Có 1m55 mà 54 cân size M không vừa đâu. Em sợ cỡ mở chị không vừa ấy. Váy lúc nãy chị mới vừa rồi. Váy bò này em còn size L này chị này. Đấy và chị có đổi sang size L thì có. Chị có đổi sang cái này còn size L này. Size rồi. Váy xòe cỡ mờ. Áo này các chị mặc lệch vai cũng được này. Em 54 cân mà em cao 1m55 cỡ như thường. Size M thì từ 52 cân đổ lại. Thêm một bó giấy. Cốc cái bò hàng 70.000 xong. Mẹ cho chị cái bò khà, cái xòe cỡ mờ rồi. Cô ơi, chào chiếc tổ nha. À chị bụng nhỏ mà. À thế chị bụng nhỏ kia.
Chị ấn đi. 0911. À 52 cân thì vừa. 0911 496. Bụng nhỏ 523. Thế thì vừa. Chào em, lâu lắm mới gặp. Em đỡ nhiều rồi chị ạ. Nói chung là nó vẫn chưa khỏi hẳn nhưng mà cũng ổn ổn rồi. Đau ở cổ này này. Quần đùi bò thì em có nhiều loại lắm, loại 60, 70, 120, 90. Đau mẹ không kìa. Thế giờ chắc là lâu nhất được qua thì nhiều rồi. Nhìn tối lại tiếp này mẹ. Tôi đừng lấy được không? Tôi đừng mua được không? Có, tí mua. Tôi đừng mua được không? Tối mua vẫn mua được. Tối không? Đêm vẫn mua được. Tối nhất bắt đi luôn sáng nhất mình nhỉ? Ê áo ơi, như ly mặc có bạn nào chốt không? Nhà bác đi ra nóng độ, nhà bác đi mình đẩy lắm. Ôi nắng hết luôn. Màu vàng với màu trắng đấy. Mẹ. Mẹ phải tìm. Tối lại tiếp. Ôi, chào các chị, tôi cứ tiến. Bác chị ơi, em xin phép nghỉ nhé mọi người nha. Tối đến nay 8 giờ nhé mọi người nha. Hẹn các chị ở 8 giờ. Đây chị ơi, form rộng này. Màu trắng với lại màu vàng. Đẹp lắm, chất đẹp lắm ạ. Áo màu da thì nó lại còn cái mã như này chị này. Nếu mà để tí nữa em xem nó còn cái mã hộp nơ thì em thêm vào đơn cho chị nhá. Hiện tại là nó còn cái mã này. Để tí em kiểm tra. Hả? Thế nãy quay lấy một chứ phải không? Cô cứ mơ đưa tiền cho con thôi, con tưởng là cô ấy mua của mẹ, con biết đâu rồi, lúc đấy con đang bận live mà. Nếu mà chị lấy áo trắng thì comment cho em này, áo trắng 70k này. Rất là đẹp luôn. Chốt trắng cho chị nhé. Rồi ok chị ạ. Em xin phép nghỉ nha mọi người nha. Tối nay 8 giờ cho mọi người nha, em hẹn mọi người 8 giờ nha. Các chị có đơn rồi thì tôi có thể vào chọn thêm để mai em gửi hàng cho mọi người nhé. Xin chào tất cả các chị ạ. Mã trước còn màu trắng thôi. Mã trước làm gì còn trắng, trắng hết rồi. Chị để tí nữa xem. Rồi ok chị Tiến. Không cần số điện thoại đâu. Không cần số điện thoại. Tôi có gì chị vào xem thêm rồi để mai em gửi cho nha chị Tiến nha. Làm đi.